chương 1240, xâm tinh, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên trôi qua. Cấm chế của Hồng Vũ Thần Vương thụ mạnh vượt xa lăng hàn dữ liệu, tròn hai mười ngày trôi qua, hắn vẫn không thể nào thành công, nhưng ở trong dược sơn đã tỏa tu luyện, hơn nữa ngộ đạo dưới luân hồi thụ, cảnh giới của hắn lại đi tới một bước, tu ra con sông thứ năm. Cực cảnh hậu kỳ, chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là cực cảnh đỉnh phong, cực hạn chân chính của Sơn Hà Cảnh, có thập tinh lực lượng, có thể sánh ngang nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ thực sự là vô tâm cắm liếu liếu xanh tươi a à. lang hàn lắc đầu cấm chế không có phá vỡ nhưng tu vi lại tăng vọt không có biện pháp bọn họ cả ngày ăn thần dược trọng yếu nhất là còn có luân hồi thụ mộ đạo tiến cảnh muốn chậm cũng chậm không được tiến cảnh của thủy nhạn ngọc cùng hồ phỉ vân cũng rất nhanh người trước lặng yên bước vào đại viên mãn tính thời gian nàng tu luyện đây là một thành tựu kinh người chờ trở, trở lại lẫm thiên tông nói không chừng sẽ được liệt vào đệ tử trọng điểm Hồ Phỉ Vân thì bước vào cực cảnh, nàng là phân thân của loạn tinh nữ hoàng, kỳ thực ở bước này đã đi qua 9 lần, hiện tại lại đi lần thứ 10 tự nhiên rất dễ dàng, chỉ là lúc độ thiên kiếp để cho nàng gà bay chó sủa, có thể nói vô cùng thê thảm. Không có loạn tinh nữ hoàng nhập chủ, nàng hoàn toàn chính là cặn bả. Như cái gọi là thiên tài nhất tinh, thiên tài nhị tinh, chính là có thể vượt cảnh giới một hai trình tự chiến đấu, mà phần lớn người là cảnh giới tương đương thực lực. Nhưng Hồ Phỉ Vân thì sao? quả thực chính là một sỉ nhục của giới võ đạo chiến lược của nàng so với cảnh giới thấp hơn chí ít một hai trình tự có thể coi là xuẩn tài âm tinh cấp người ta mới không phải xuẩn tài chỉ là người ta không muốn đánh nhau mà thôi nàng tự biện hộ như thế lại vẫn bị lăng hàn cùng thủy nhạn ngọc pha trò ngay cả tu la ma đế cũng dám chê cười vị chủ mẫu này bất quá coi như là xuẩn tài âm tinh cấp nhưng ai bảo nội tình của nàng quá mạnh mẽ vẫn có thể nhẹ nhàng chấn áp sơn hà cảnh đại viên mãn cực cảnh chính là cực cảnh người đi tới bước này, ở trước mặt sơn hà cảnh khác chính là nhật nguyệt cảnh. Thủy nhạn ngọc không ngừng hâm mộ, nàng có tự mình hiểu lấy, dù cố gắng nữa cũng không có khả năng thẳng tiến cực cảnh, nhưng hồ phỉ vân ngu ngốc như vậy, không cần tốn nhiều sức liền bước vào. Thê tử, đừng nản trí, tình huống của nàng đặc thù. Lăng Hàn an ủi, mặc dù Thủy Nhạn Ngọc biết điểm ấy, nhưng nhìn dáng dấp ngây thơ của Hồ Phỉ Vân, vẫn để cho nàng không thể tiếp thu. Lại 10 ngày sau, Lăng Hàn rốt cuộc thành công giải khai cấm chế, thu gốc thần dược kia vào hắc tháp. Ở trong hắc tháp, ý tứ gốc thần thụ này chân chính thuộc về hắn. Tâm tình của Lăng Hàn mừng rỡ, hôn thủy nhạn ngọc một cái nói. Đại công cáo thành, hôn một cái nào, tiện nam vô sỉ, ăn bản tọa một cước, hưu, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát trói tai, một bóng trắng lao tới, tốc độ cực nhanh. Nói là ăn bản tọa một cước, nhưng nhìn bóng trắng lớn nhỏ, tuyệt đối không giống như là một người. Lăng Hàn muốn tránh đã không kịp, lúc này dùng khoái tự kiếm quyết, lấy chỉ làm kiếm chém về bóng trắng. Ông, ngón tay cùng bóng trắng chạm nhau, nhất thời tạo thành một trùng kích cường đại, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, kình phong bắn ra bốn phương tám hướng, làm thủy nhạn ngọc cùng hồ phỉ vân liên tiếp lui về phía sau, tay áo phiêu phiêu. Lúc này Lăng Hàn mới nhìn rõ dáng dấp của bóng trắng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây quả thật không phải một người, mà là một gốc thần dược, hình nhân sâm, nhưng cư nhiên mọc hai cái đùi, hai tay, hơn nữa đầu nhân sâm cũng hóa ra một gương mặt người. Dựa vào, thần dược thành tinh rồi, yêu sâm, còn không mau đến trong bát, lăng hàn cười to, gốc thần sâm kia cư nhiên tiến hóa đến nông nỗi này, phẩm cấp tất nhiên cực cao, ăn một gốc có thể để người trực tiếp tăng vọt một hai tiểu cảnh giới hay không. Số nam, muốn ăn ra ra nhà ngươi, ngươi còn phải tu luyện một vạn tám ngàn năm. Gốc nhân sâm này vẫn nộ quát, còn không buông nữ nhân kia ra, để đại gia đến. Ta sát, lăng hàn đạp tới một cước, Ngươi một gốc lão sâm, lại còn muốn cua thê tử của ta. Ai nói là thê tử của ngươi, rõ ràng là nữ nhân được đại gia coi trọng, đó chính là đồ ăn trong bát của đại gia. Nhân sâm không cam lòng tỏ ra yếu kém, một bên triển khai thân pháp, tránh công kích của Lăng Hàn. Lực lượng của nó không mạnh, nhưng tốc độ thực quá nhanh, Lăng Hàn phải sử dụng khoái tự kiếm quyết mới có thể theo kịp, mà lôi đình kiếm pháp bởi vì không thể dung hợp tới mức tận cùng với khoái tự kiếm quyết, bởi vậy Lăng Hàn không dùng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình nhân sâm không ngừng công kích, bất quá nó đánh ra cũng không phải nguyên lực, mà là thiên địa quy tắc, hóa thành vô số đạo thần liên, bắn về phía lăng hàn. Này rất khôi hài, một gốc nhân sâm cư nhiên xoay quanh lăng hàn không ngừng công kích, thân hình như điện, xuất thủ như điện, mau đến đáng sợ. Nhưng càng làm cho người dở khóc dở cười là, gốc nhân sâm này lại còn là một sắc quỷ. Lão sâm, bản thiếu ăn chắc ngươi, lăng hàn lấy chỉ làm kiếm, không ngừng công kích. Hắn cũng không muốn thương tổn đến gốc thần dược này, hiển nhiên, đã sinh ra linh trí, dược hiệu tuyệt đối rất kinh người. Thọ mệnh của thần dược vượt xa võ giả, như thần dược cấp một liền đối ứng sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng thọ nguyên của thần dược cấp một tối đa có thể cao tới trăm vạn năm. Nhưng cũng vì vậy, thần dược cũng rất khó ẩn sinh ra thần trí, này là thiên địa quy tắc, thọ nguyên của người cao, bản thân chỉ sẽ rất yếu đuối, này là cái giá. Bởi vậy, gốc thần dược này cư nhiên có linh trí, có thể thấy không biết sống bao nhiêu năm, mở ra linh trí mông lung, chậm rãi tu luyện, rốt cục có thể tự do hành tẩu, còn nắm giữ quy tắc chi lực. Siêu cấp lão sâm, tuyệt đối đại bổ. Phi, ngươi cái thối tiểu quỷ, ăn chân của gia gia ngươi đi. Lão sâm đá ra một cước, ánh sáng quy tắc cường đại. Lão sâm công kích cực nhanh, nhưng phòng ngự của Lăng Hàn mạnh, cực cảnh há có thể như người thường, một người một sâm chiến đấu, khó phân thắng bại, càng đánh càng kịch liệt. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đều sợ ngây người, gốc lão sâm kia cũng có thể mạnh như vậy. Cái quỷ gì a? À? Sách, Hàn Huynh, không ngại ta ra tay chứ. Một thanh âm ôn nhu vang lên, cực kỳ động nhân. Chương 1241, Bảo Sâm vô sỉ. Đây là một nữ tử vóc dáng thon dài, vô cùng cao, so với Lăng Hàn chỉ kém vài tấc, tóc đen như bộc, dù ở sau người, tự tự nhiên nhiên, mặc quần áo trắng tuyết, toàn thân cao thấp không có một trang sức, nhưng phối hợp với khuôn mặt tuyệt lệ, dáng người yểu điệu của nàng, lại như tiên tử không nhiễm bụi trần. Trầm Trúc Nhi, vương giả thế hệ trẻ của lẫm thiên tông. Nàng nói là nói như vậy, nhưng vừa dứt lời đã xuất thủ, bắt tới lão sâm. Mỹ nữ, hai mắt lão sâm phát quang, đánh tới ngực của Trầm Trúc Nhi. Sắc, sắc sâm, Trầm Trúc Nhi hoảng sợ, nàng vừa tới, chỉ phát hiện gốc lão sâm này đã hóa linh, biết dược hiệu kinh người, liền lập tức nhảy vào, không nghĩ tới gốc lão sâm này chính là lưu manh. Xuất thủ liền tập ngực, cực kỳ vô sỉ. Dù cho đối thủ là một gốc nhân sâm, nhưng Trầm Trúc Nhi hiển nhiên không có khả năng để lão sâm tập ngực đắc thủ, vội vã tạo ra nguyên lực hộ thuẫn. Phốc, lão sâm đánh ra một đạo ánh sáng quy tắc, xanh xanh chém ra nguyên lực hộ thuẫn, chỉ thấy miếng vải bay lượt, hung y của Trầm Trúc Nhi lập tức bị phá ra, nhưng làm lão sâm thất vọng là, dưới áo trắng cư nhiên không phải ngọc sơn cao vót, mà là cái yếm kim sắc, bao lấy ngực nàng thật chặt. Cái này chẳng lẽ chính là hoàng kim nãi trong truyền thuyết? Lão sâm nhìn không chuyển mắt, nước bọt đã chảy ra nhưng hắn chính là thiên địa linh dược nước bọt này mùi thơm ngát vô cùng có thể nói là dược vật đại bổ tiểu tử thối người cư nhiên cũng dám xem lão sâm lại giết qua lăng hàn nộ khí sung thiên hỗn hỗn chướng trầm trúc nhi tức đến thân thể mềm mại run rẩy nàng đường đường một trong sáu đại vương giả cư nhiên bị một gốc nhân sâm đùa giỡn điều này làm cho nàng há có thể không giận đến điên cuồng hoàn hảo trên người nàng mặc một bộ bảo y nếu không mà nói vậy thì thật sẽ trống trơn. Nàng động đại nộ, tiêm thủ huy dương, thần liên cường đại đan vào, truyền về phía lão sâm, không có dự định bắt sống nữa, ngược lại cũng là nhân sâm, làm bể cũng có thể ăn, chỉ là thoáng ảnh hưởng dược hiệu mà thôi. Hoàng Kim nãi, vì sao nhìn chòng chọc ra ra nhà ngươi không tha? Lão sâm một bên tránh, một bên còn đang nhạo báng. Nhìn Hoàng Kim nãi của ngươi, tiểu tử này cũng có phần, vì sao không đánh hắn? Hắn còn kêu oan, chết, trầm trúc nhi thét chói tai. Nàng là vương giả trong thế hệ trẻ, vốn nên hành sự thong dong, núi sụp ở trước mặt cũng không kinh hãi, nhưng lão sâm này quá biết trêu chọc người, hai ba câu liền để nàng lửa giận mút trời, không bầm thay hắn tuyệt không bỏ qua. Không có biện pháp, sâm gia quá đẹp trai, hoàng kim nãi này yêu đến muốn giết chết sâm gia, để vĩnh viễn làm bạn. Lão sâm thở dài, tự kỷ đến không còn biên giới. Sâm gia thực sự là tội nhân, lang hàn có xung động nôn mửa, vừa liên thủ với trầm trúc nhi, vừa nói tiện sâm chưa thấy qua vật vô sỉ hơn ngươi đó là phải sâm gia độc nhất vô nhị lão sâm rào rạt đắc ý nhưng lập tức giận dữ ngươi dám chửi ra ra gốc lão sâm này thật không phải vật tốt mở miệng liền chiếm tiện nghi của người thiên la địa võng trầm trúc nhi nũng nịu một tiếng quy tắc cùng nguyên lực đan vào hóa thành một tấm lưới lớn Lang hàn cũng tế xuất xích la tỏa địa võng trùng tới lão sâm mắt thấy chung quanh đều bị phong tỏa gốc lão sâm này liền chui xuống đất hưu trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn vốn là nhân sâm sinh trưởng ở trong đất, sau khi đắc đạo, năng lực ở phương diện này chẳng những không có tiêu thất, trái lại được tăng cường, thổ độn thuật mạnh đến nổi kinh người. Không thấy, hưu, vừa nói không thấy, chỉ thấy gốc lão sâm này đã từ dưới đất chui ra, mà tên này thật đúng là không phải vật tốt, lại từ giữa hai chân của Trầm Trúc Nhi lao lên, muốn lao tới chỗ. Kia của nàng, chết, Trầm Trúc Nhi phẫn nộ, tóc đen loạn vũ, cả người có thần quang đan vào, hóa thành một mảnh băng xương. A, à, đông chết ra ra nhà ngươi, lão sâm bị đông lạnh thành một đống, rơi xuống đất, nhưng không có chờ Lăng Hàn cùng Trầm Trúc Nhi xuất thủ bắt hắn, hắn liền chui xuống đất. Lăng Hàn khiếp sợ, đừng nhìn Trầm Trúc Nhi bị lão sâm trêu vô cùng thảm, nhưng thực lực của nữ nhân này rất mạnh, băng xương oai vô cùng cường đại, Lăng Hàn tự nghĩ bị đánh trúng mà nói, 8 phần 10 cũng bị đông lạnh. Dù cho thân thể hắn bất hoại, nhưng trong khoảng thời gian này Trầm Trúc Nhi có thể dùng thần liên vây khốn hắn, hoặc ở bên cạnh hắn thống hạ sát thủ vương giả không thể khinh thường hoàng kim nãi lần sau nhớ kỹ đừng mặc quần trong váy hại xâm ra cái gì cũng nhìn không thấy lão sâm từ đàng xa nhảy ra cũng không dám tới gần hiển nhiên là ăn vị đắng trầm trúc nhi không nói chỉ nhìn trong chọc lão sâm giơ tay lên băng sương lập tức lan tràn tới chỗ lão sâm sâm ra không chơi với các ngươi lão sâm vội chui vào đất bỏ trốn mất dạng hắn chỉ là tốc độ mau nhưng nói đến chiến lực hắn không thể so sánh với trầm trúc nhi lăng hàn chính diện đối oanh hoàn toàn là đang tìm chết như trước đó lăng hàn không dùng hỏa diễm thần văn chính là không muốn tổn thương bảo sâm mà thôi trầm trúc nhi tức giận không thu được một gốc thần dược còn chưa tính lại còn bị đùa dỡn đủ thảm đây thật là sự tình trước đó chưa từng có gốc tiện sâm này không đơn giản không chỉ bản thân phẩm cấp cực cao lại tồn tại vô số năm mới hình thành linh trí còn có thể vận dụng thiên địa quy tắc đây mới thực là đắc đạo lăng hàn nói khuôn mặt của trầm trúc nhi hàm sát nói quản hắn có đắc đạo hay không ta nhất định muốn chém hắn nàng suýt nữa lộ ngực nên không có ý tứ đợi tiếp hướng lăng hàn gật đầu liền xoay người rời đi chơi thật vui hồ phỉ vân thì hai mắt tỏa ánh sáng nếu ngươi bị gốc tiện sâm kia đùa giỡn phỏng chừng sẽ không cười được lăng hàn lắc đầu tốc độ của lão sâm này quá nhanh đoán chừng phải nhật nguyệt cảnh mới có nắm chắc bắt hắn đi thôi lăng hàn quả đoán buông xuống tham lam với gốc thần dược này không có khả năng bắt, vậy cần gì phải lãng phí thời gian. Bọn họ xuống núi, Lăng Hàn nghĩ nếu có thể triệt để mở bí cảnh này thì tốt rồi, hắn sẽ có đầy đủ thời gian thu thần dược ở đây vào hắc tháp. Bất quá, nếu ai có năng lực như vậy mở bí cảnh, vậy còn có chuyện gì của hắn chứ? Trong bí cảnh cũng không yên ổn, nơi này có rất nhiều yêu thú, lẫn nhau tương tàn, cũng ăn người, không ngừng công kích bọn họ, nhưng đều bị Lang Hàn chém giết, thu vào hắc tháp làm lương thực. Chương 1242, thần dịch hiện hắn tích lũy rất nhiều linh nhục cùng thủy nhạn ngọc hồ phỉ vân mỗi ngày dùng ăn có thể rõ ràng cảm thụ được thể lực đề thăng lại vài ngày sau chỉ thấy phía trước lại xuất hiện một ngọn núi nhưng lang hàn tuyệt không tin này là một ngọn núi thiên nhiên hình thành bởi vì ngọn núi này hoàn toàn chính là một con hùng ưng dương cánh bay mỗi một chi tiết đều rất rõ ràng đây chẳng lẽ là một con yêu cầm sau khi chết biến thành sao yêu thú thần cấp động một cái là có thể đạt đến mấy nghìn mấy vạn trược bởi vậy tuy ưng sơn trước mắt cao thái quá nhưng cũng không phải là không thể do một con yêu cầm biến thành Mà ở đây là địa phương tranh đoạt lợi hại nhất trong bí cảnh Vì ở đây sẽ xuất hiện thiên nguyên chân dịch Mỗi ngày lúc nhật nguyệt tương giao Trên núi bộ phận miệng ưng sẽ rớt xuống một giò thiên nguyên chân dịch Dẫn phát tranh đoạt kịch liệt Bất quá khi di tích cổ mở ra Không sai biệt lắm phải qua 3 tháng Mới có thiên nguyên chân dịch xuất hiện Hơn nữa chỉ kéo dài 10 ngày Mấy vạn năm xuống Quy luật như vậy tự nhiên người người đều biết tất cả mọi người suy đoán lúc di tích cổ mở ra, dẫn phát biến hóa nào đó, mà biến hóa như vậy sẽ từ từ hình thành thiên nguyên chân dịch. Còn cụ thể ra làm sao, không người biết, tính thời gian một chút, cách ba tháng còn có vài ngày. Lăng Hàn quan sát núi cao, đột nhiên hắn rất muốn chạy lên xem một chút. Đạo lý rất đơn giản, trực tiếp chiếm vị trí miệng ưng, thiên nguyên chân dịch xuất hiện, không phải duỗi tay là có thể lấy được sao. Nhưng thật đơn giản như vậy mà nói, còn có người sẽ chờ ở dưới sao khẳng định đều vung tay chiếm vị trí có lợi nhất tòa ưng sơn này không dễ leo lang hàn thử một lần liền biết trên núi có cương phong cường đại tước cắt cho dù thần thể của hắn cũng nhịn không được vừa mới tiến lên đã bị tước ra rất nhiều vết thương nếu ở lâu mà nói hắn nhất định sẽ bị trẻ thành khung xương nếu càng đi lên cương phong càng mạnh mà nói ngay cả khung xương cũng không bảo đảm sẽ bị chém thành phấn hình thần câu diệt thật không thể leo lên sao bởi vì còn có mấy ngày Lăng Hàn liền bắt đầu nếm thử đối kháng cương phong. Nhưng rất nhanh hắn có kết luận, quả thực càng đi lên chỗ cao, lực phá hoại của cương phong càng cường đại, cũng không phải lực lượng công kích, lực lượng của cương phong quá mạnh mẽ mà nói, chắc sẽ thổi người xuống núi. Nhưng bây giờ hắn không có bị thổi xuống núi, mà là bị chém rất đau đớn. Điều này nói rõ cương phong chính là quy tắc chi lực, bởi vậy, lực lượng chỉ bình thường mà thôi, nhưng lực sát thương vô cùng cường đại. Chỉ ít có thể sánh bằng nhật nguyệt cảnh trung cực vị, bằng không không có khả năng để ta chảy máu lang hàn thôi chắc nhưng đây chỉ là dưới chân núi nếu chỉ như vậy mà nói hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh hoàn toàn có thể nghịch thế mà lên được rồi chờ ở dưới đi lấy chiến lực của ta hiện tại muốn đoạt vài giọt thiên nguyên chân dịch không khó lắm ba người tìm một địa phương hẻo lánh như vậy có thể vô thanh vô tức tiến nhập hắc tháp lang hàn tu luyện có thời gian còn có thể luyện chế mấy lô thất tuyệt phi hỏa đan đây chính là vật kiếm tiền rất tốt lại vài ngày sau đoàn người liền dị động rất đơn giản ba tháng tri kỳ đã đến sắp bắt đầu cạnh tranh kích liệt nhất thiên nguyên chân dịch ngay cả tinh thần cảnh cũng sẽ động tâm bắt được một giọt mình không dùng mà nói lấy ra bán cũng có giá trên trời được rồi ta nói tiền bối người có thiên nguyên chân dịch hay không đưa ta một ít lang hàn nhìn vô tướng thánh nhân nói ngươi chính là thánh nhân khẳng định như bước hơn hằng hà cảnh a bản tôn sớm luyện hóa hết thân thể lấy đâu ra thiên nguyên chân dịch Vô tướng thánh nhân hừ một tiếng, hơn nữa, thánh nhân là không có khả năng uẩn sinh ra thiên nguyên chân dịch, nếu thi thể không thay đổi mà nói, đó chính là xuất hiện thánh trùng. Ai, thật đúng là phế vật, một chút tác dụng cũng không có. Lăng Hàn thở dài, làm vô tướng thánh nhân tức đến hoa hoa kêu to, nghĩ hắn đường đường là thánh nhân, cư nhiên bị Lăng Hàn khinh bỉ như vậy. Lăng Hàn bảo Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đợi ở một bên, lúc triển khai tranh đoạt, sẽ vô cùng tàn khốc, chỉ sợ ngay cả lục đại vương giả đạt được một giọt cũng phải lập tức bỏ chạy, nếu bị chúng nhân quần ẩu, tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Phải biết rằng, nơi này có rất nhiều thế lực lớn bồi dưỡng được tay chân đặc thù, tự chém tu vi, lại lấy đan dược cấm kỵ để thăng lực lượng, chiến lực vô hạn tiếp cận nhật nguyệt cảnh, sẽ không yếu hơn sơn hà cực cảnh. Quả nhiên, cốc hoang thực là lòng tham không đáy, lại muốn ta mang ba giọt thiên nguyên chân dịch cho hắn, thật không biết đầu óc hắn lớn như thế nào, cư nhiên sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, bất quá, đừng nói ở đây tổng cộng chỉ có thể sản sinh 10 giọt thiên nguyên chân dịch, dù có 100 giọt 1.000 giọt, hơn nữa hắn cầm phân nửa, cũng tuyệt đối không cho cốc hoang một giọt. Dựa vào cái gì, nhìn, thiên nguyên chân dịch đang ngưng tụ, có người chỉ đỉnh núi nói, tuy núi này cao, nhưng ở đây đều là thần linh, thị lực kinh người, có thể thấy rõ ở vị trí miệng ưng, đang có một giọt dịch thể hình thành, chỉ là còn chưa đủ lớn, bởi vậy không có rơi xuống. Nhất thời, tất cả mọi người mài đao soàn soạt, Thu được một giọt thiên nguyên chân dịch, có thể giảm phấn đấu mấy vạn năm. Lăng Hàn không có động, bởi vì gió núi nơi này thổi bất định, ai biết lúc giọt thiên nguyên chân dịch này rơi xuống sẽ bay đi phương hướng nào. Bây giờ đoạt vị trí mà nói, hoàn toàn là phí công. Thời gian chậm rãi đi qua, thần dịch không ngừng lớn lên. Đi qua một ngày, giọt nước kia rốt cục lớn chừng ngón cái, tiếp đó khẽ run lên, thoát khỏi nham thạch, phiêu nhiên rơi xuống. Hô, gió núi thổi qua, thần dịch liền thay đổi hướng bay. Lăng Hàn xuất kích, thình thịch, dưới chân hắn đạp một cái, bộc phát ra tốc độ kinh người, chỗ đáng sợ của thể tu ở chỗ tốc độ khởi động có thể bạo phát trong khoảng thời gian ngắn, hưu, hắn mau như tia chớp. Hiện tại hắn quá mạnh mẽ, căn bản không cần ra tay, không ai ngăn được hắn, trái lại sau khi hắn chạy qua, kinh phong tạo thành đầu sóng cường đại, chấn bốn phía người ngã ngựa đổ. Đây là cực hạn chi lực, cửu tinh, đến nơi này thì như bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Từng võ giả lão niên ăn đan dừa cấm kỵ, lực lượng bắt đầu tăng vọt, đạt tới cấp bậc gần như nhật nguyệt cảnh, về sau cũng giết lại, truy đuổi do thiên nguyên chân dịch kia. chương 1243, trong vạn quân lấy thần dịch. Ở trước mặt dạng lực lượng này, ngay cả Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn cũng hoàn toàn không đủ xem, va chạm liền phấn thân toái cốt. Không ai bận tâm người khác, thực sự là chê cười, thiên nguyên chân dịch ở phía trước, ai còn sẽ để ý tới những người khác. Hơn nữa, mọi người tới đây không phải vì thiên nguyên chân dịch sao, vậy ngươi đứng ở chỗ này chẳng khác nào tham gia tranh đoạt, đánh bay thậm chí nghiền nát ngươi cũng không tính quá mức. Phó đạo đoạt bảo, cho tới bây giờ đều là tiên huyết cùng tử vong. Lăng Hàn coi như tốt, không có ý đại khai sát giới, chỉ đánh bay người cản đường, thu liếm lực lượng, so sánh với đó, đám người tự chém tu vi, hiện tại lại dùng đan dược cấm kỵ kia thì ác hơn nhiều, hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ tự chém tu vi, cũng bằng tự chém thọ nguyên, tuy gia tộc, tông môn nhất định sẽ cho bồi thường, nhưng tâm cảnh còn có thể bảo trì như lúc trước vậy thì thật là gặp quỷ. Bởi vậy, có người thậm chí là cố ý sát lục, phát thiệt oán khí trong lòng lên người những người khác. Thiên nguyên chân dịch đã rơi đến chân núi, cách một hôi bào lão giả gần nhất, hắn cười ha ha nói. Giọt thần dịch này, lão phu nhận, các người đợi giọt sau đi. Hắn lấy tay muốn nắm, chỉ cần thu vào không gian linh khí, hắn sẽ lập tức viễn đột, tuyệt không đợi ở chỗ này. Đan dược duy trì thời gian hữu hạn, lực lượng của hắn tối đa chỉ duy trì nửa tháng, hơn nữa, đan dược cấm kỵ khẳng định có tính phá hư thân thể, trăm năm ăn một viên chính là cực hạt, nếu ăn hai viên mà nói, này hoàn toàn là tự mình tìm chết. Hưu, một đạo hàn quang xẹt qua, nhanh như thiểm điện. Chính là diệt long tinh thần tiễn, hồi bào lão giả sắp đắc thủ, nhưng mũi tên này mang vào lực lượng cường đại, hắn vừa ngăn cản, cả người lập tức lệch ra, lệch khỏi quỹ đạo của giọt thần dịch. Đáng chết, lão giả cố sức đạp đất, thân hình quy vị, lần thứ hai lấy tay nắm tới. Nhưng vừa làm lỡ, phụ cận liền có vài tên cường giả chạy tới, đồng dạng xuất thủ tranh đoạt. Từng tồn tại cường đại xuất hiện, các hiển thần thông. Đạt đến Sơn Hà cực cảnh, hiện tại cũng chỉ có 8 người, bất quá Hồ Phỉ Vân không có tham gia tranh đoạt, bởi vậy chỉ có 7 người. Trên lý thuyết mà nói, 7 người bọn họ chắc là mạnh nhất, nhưng chỉ là trên lý thuyết. Còn có rất nhiều người tự chém tu vi, số lượng này lại có hơn trăm người, lực lượng mỗi người này đều không kém 7 đại vương giả, hơn nữa từng trải qua nhật nguyệt cảnh, nắm giữ thiên địa quy tắc mạnh hơn, chiến lược vô cùng cường hãn. Cũng không cần trăm người, chỉ cần 10 người liên thủ, liền để đám người trầm trúc nhi, thạch an quốc nhíu mày, tạm lánh kỳ phong, cho dược lực của đối phương tiêu thất, lại cường thế chân áp. Trừng trăm người này vung tay, tràng diện nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Bất quá, đám người trầm trúc nhi, vụ an quốc vẫn hiện ra phong thải cường hoành, lực lượng mọi người không sai biệt lắm, nhưng không có nghĩa là chiến lược tương đồng, này còn phải xem kỹ xảo mà từng người nắm giữ. Vương giả chính là vương giả, cảnh giới không sai biệt lắm, chiến lực của bọn họ sẽ cao hơn một bậc. Trừ ngô chiết có chút kém, năm người khác đều xông vào trước nhất, một bên oanh những người khác, một bên xuất thủ lẫn nhau, cướp giật giò thiên nguyên chân dịch kia. Cút ngay, một lão giả nhấn qua lăng hàn, lực lượng tiếp cận nhật nguyệt cảnh chấn động, này là lực lượng cao nhất mà nơi đây có thể dung nạp, chỉ ít đối với người từ ngoài đến là như thế, vượt qua lực lượng này sẽ bị cấm chế nhằm vào đây cơ hồ là vô địch, tuổi một sắp dày, nói lại một chút cũng không khách khí, thực sự là muốn ăn đòn. Lăng Hàn hừ một tiếng, tiên ma kiếm tế xuất, triển khai lôi đỉnh kiếm pháp. Cái gì, lão giả rên lên một tiếng, trên người đã trúng một kiếm, nhất thời bị chém bay ra ngoài. Hắn sợ hãi, một kiếm này quá nhanh, hắn gần như không bắt được quý tích của kiếm quang đã bị chém trúng. Hơn nữa, lực phá hoại của một kiếm này cũng hết sức kinh người, xé ra nguyên lực hộ thuẫn của hắn, nhập thịt ba tắc. T, nếu chính diện chống lại, đối phương xuất liên tục mười mấy kiếm, tuyệt đối có thể chém nát hắn. Làm sao có thể, nhanh như vậy lại cường như thế, làm sao có thể dung hợp một chỗ? Hắn còn chưa nghĩ xong, Lăng Hàn đã vào tới, thình thịch thình thịch thình thịch, mấy kiếm chém qua, liền có cường giả bị hắn chém bay, để hắn đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy nhìn bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, hắn căn bản không cách nào phá giải. Trừ khi lực lượng của mình mạnh hơn một mảng lớn, hay ở trên nhân số giữ lấy ưu thế bằng không một đối một mà nói, hắn tuyệt đối không địch lại, hơn nữa sẽ bại cực nhanh. Lang Hàn một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thành đệ thất phương giả trẻ tuổi ở đây, mà ở mọi người nghĩ, hắn hẳn là xếp hạng thứ sáu, mạnh hơn Ngô Chiết rõ ràng, bởi vì Ngô Chiết đối kháng cường giả lâu đời cũng không thể có ưu thế tinh áp đảo như vậy. Ghê tởm, vài cường giả lâu đời bị chém bay giận dữ, không hẹn mà cùng xuất thủ phản kích, các loại quang hoa loạn vũ, đan thành thần võng, đánh tới Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, mượn công kích của bọn họ ra tốc thân hình, thình thịch, hắn như một viên đạn pháo, trong nháy mắt đánh văng mười mấy người phía trước, bị vài tên cường giả liên thủ oanh kích, lực pha chạm của hắn tự nhiên vô cùng cường đại. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, đoàn người như thiên nữ tán hoa, ai cũng tới tấp ngã bay. Lăng Hàn như không có việc gì, tiếp tục xung phong liều chết. Người phụ cận đều nhìn ngốc, đây là đấu pháp gì, hắn con mẹ nó hoàn toàn là một binh khí hình người A. Có khoa trương như vậy sao, bị đánh trúng mấy kích, lại trái mượn lực lao ra, nhân cơ hội đánh bay người chặn đường. Phòng ngự như vậy quả thực chính là quái vật không chết a, ai có thể tổn thương được hắn. Lăng Hàn giết vào khu vực chiến đấu cốt lõi nhất, ở đây chính là chiến trường của đám người Hà Thao, Trầm Trúc Nhi, không ngừng tranh đoạt thần dịch, lại không ai có thể đắc thủ, bởi vì các loại lực lượng va chạm, thần dịch thủy chung lơ lửng ở trên trời. Hanh, thấy nhiều một người cạnh tranh, đám người Trầm Trúc Nhi đều hết sức bất mãn, xuất thủ không chút khách khí. Tuy bọn họ đạt thành nghiệp nghị, Cuối cùng sẽ liên thủ mở bảo khố, nhưng trước đó, bọn họ là người cạnh tranh. Chỉ là bọn hắn sẽ có một cực hạn, tuyệt không đưa sáu người khác vào chỗ chết mà thôi. Lăng Hàn cười một tiếng, hoàn toàn không để ý sáu người công kích, trực tiếp chụp vào Giọt Thiên Nguyên chân dịch. Chương 1244, ba giọt, thể phách như bức, có thể tùy hứng như vậy, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, vô số đạo công kích oanh đến, Lăng Hàn không ngăn một lần, chút công kích này chỉ đánh nát quần áo của hắn tiếp đó ở trên da hắn để lại vài vết máu. Dựa vào, sáu tên vương giả đồng loạt ra tay, cư nhiên chỉ gọt chút xíu da của Lăng Hàn. Chúng nhân tiến nhập trạng thái hóa đá tập thể, mà Lăng Hàn cũng xuất thủ, bắt lấy thiên nguyên chân dịch, thu vào trong hắc tháp. Giao ra đây, sáu vương giả liên thủ oanh tới. Mau giao ra đây, ngoại vi, cường giả thế hệ trước cũng tới tấp xuất thủ, công kích phô thiên cái địa đánh tới, phảng phất thương thiên đổ nát, cường đại vô cùng. Lăng Hàn ngay cả chống đỡ cũng lười, hai tay ôm ngực một cái công kích đánh tới thần văn đan vào lóng lánh vô cùng chút công kích này tùy tiện cầm một đạo gia cũng tiếp cận nhật nguyệt cảnh nhiều công kích như vậy đồng thời oanh đến ngay cả nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cũng phải biến sắc tuyệt không dám đón đỡ nhưng lăng hàn không né không tránh toàn bộ ăn hết oanh đại địa chấn động dư ba loạn trào đầy trời là bụi chỉ thấy lăng hàn bị đánh bay ra ngoài mà khi hắn rơi xuống đất chúng nhân cũng kinh ngạc phát hiện trên người hắn chỉ bị gọt ra một ít da thịt, đừng nói bị đánh thành cho, ngay cả khớp xương cũng không có gãy một cây. Muốn ta giao ra, vậy phải xem các người có thực lực như vậy hay không? Lăng Hàn cười ha ha, đến a, à, ta không ngại cùng các người vui đùa một chút. Bị nhiều cường giả để mắt tới như vậy, người cư nhiên chỉ là vui đùa một chút. Thật ngông cuồng, nhưng chúng nhân không thể không thừa nhận, thể phách của tên này quả thực là quái vật, vừa rồi chính là chứng cứ rõ ràng, hơn trăm người công kích nhưng như không có việc gì, ai có thể chân chính uy hiếp được hắn. Sáu vương giả dẫn đầu ngừng tay, những cường giả khác cũng ngừng tay, lại đánh cũng không có ý nghĩa, căn bản không có khả năng từ trong tay Lăng Hàn đoạt lại thiên nguyên chân dịch. Không đánh nữa sao, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ngồi trên đất nói, sao người còn không rời đi, có người chất vấn, dựa theo lệ cũ, người lấy được thiên nguyên chân dịch đều sẽ lập tức rời đi, bởi vì lưu lại quá không an toàn, sẽ bị chúng nhân vây công, vậy mặc thực lực của ngươi lại mạnh cũng không thể địch nổi. Mặt khác, có thể cướp được thiên nguyên chân dịch nhất định là cường giả, một cường giả như thế đi, vậy sẽ thiếu một đối thủ cạnh tranh, với người còn lại là có lợi. Này là lệ cũ, tại sao ta phải đi? Lăng Hàn hỏi ngược lại, thể phách của hắn vô địch, tự nhiên có thể lưu lại tranh đoạt thiên nguyên chân dịch, lại không có quy định đạt được một giọt nhất định phải ly khai A. Tất cả mọi người là giận dữ, tiểu tử này đã chiếm được một giọt thiên nguyên chân dịch, lại còn muốn cướp giọt thứ hai. Phải biết từ khi hoàng Tuyền bí cảnh mở ra tới nay, chỉ có một người ở trong hành trình bí cảnh thu được hai do thiên nguyên chân dịch, kia chính là Dương Hạo. Năm đó Dương Hạo là vương giả trong vương giả, một người lực ép thiên kiêu đương đại, nhân vật thế hệ trước cũng ít khói, lúc này mới có thể độc chiếm hai do thiên nguyên chân dịch, lẽ nào người có thể so với Dương Hạo? Đùa giỡn, thiên tài như Dương Hạo trăm vạn năm mới có thể ra một cái, mới vừa bước vào sơn hà cảnh liền được ca tụng là tuyệt đối có thể trở thành tinh thần cảnh, đâu phải thiên tài là có thể so với còn đừng nói bằng thể phách siêu cường của lăng hàn mọi người thật không biết nên làm sao đối phó hắn đừng nhìn ở đây nhiều người nhưng bọn họ người nào không phải làm theo ý mình có lợi ích của mình làm sao có khả năng liên thủ chân chính mà một đối một nơi này ngoại trừ sáu vương giả trẻ tuổi còn có ai đủ tư cách ngang hàng với lăng hàn bởi vậy tất cả mọi người phẫn nộ một hồi liền đè xuống hỏa khí ngồi ở một bên điều tức dưỡng thần duy trì ở trạng thái tốt nhất lấy tranh cướp do thiên nguyên chân dịch thứ hai một ngày mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Ở thời điểm Nhật Nguyệt tương giao, giọt Thiên Nguyên chân dịch thứ hai ngưng ra, sau đó lớn lên, ở dưới tác dụng của trọng lực rất xuống, bay múa theo gió, bay xuống vách núi. Cướp, không chỉ cường giả thế hệ trước ra tay, người đạt đến Sơn Hà Cảnh đại viên mãn cũng sẽ chen lại đây thử vận may, dù sao đồ chơi này cực kỳ quý giá. Có mấy người kẹt ở Sơn Hà Cảnh đại viên mãn, chậm chạp không cách nào đột phá, vậy dùng một giọt Thiên Nguyên chân dịch, nói không chắc Nhật Nguyệt cảnh sẽ mở rộng cửa cho mình thẳng tiến nhật nguyệt cảnh, tuổi thọ nguyên bản 40 vạn năm cực hạn sẽ tăng lên tới trăm vạn năm, đây là một tăng lên kinh người, không nói thực lực, chỉ nhìn tuổi thọ, ai không liều mảng chứ. Nhất thời, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, lang hàn nhắm phương hướng, hai chân đột nhiên bộc phát lực, oanh, hắn phóng lên trời, người xung quanh không ai không bị hắn đánh bay, hắn giết tới do thiên nguyên chân dịch thứ hai. Người dám, trước bị hắn đắc thủ một lần, hiện tại hắn vừa ra tay, một cách tự nhiên thành công địch, vô số đạo công kích đánh tới, không chỉ cường giả thế hệ trước tự chém tu vi thậm chí có chút người chỉ là đại viên mãn cũng ra tay ánh mắt của lăng hàn phát lạnh trước hắn vẫn khắc chế không có giết người để những người này cho rằng hắn lòng dạ mềm yếu sao ngay cả đại viên mãn cũng dám không kiêng kỵ mà ra tay với hắn phải biết võ đạo cao hơn một cảnh giới chính là tiền bối hừ lăng hàn giật động tiên ma kiếm thần văn hiện lên sát khí trùng thiên đây chính là mầm của tiên kim dù vẫn không có bước vào tầng thứ này nhưng phẩm chất đặt ở đó. Xoạt xoạt xoạt, ánh kiếm giật động, đoạn chi múa tung, máu tươi trùng thiên. Hàn, Hàn Lâm, người thật ác độc, ta là đệ tử của Lẫm Thiên Tông. Có người bị chém nứt một cánh tay, không khỏi kêu gào. Hừ, người hạ thủ lưu tình với ta sao? Nếu dám chủ động khiêu khích ta, thì phải làm tốt chuẩn bị chịu đựng lửa giận của ta. Thân hình của Lăng Hàn vốn đã xẹt qua, nhưng nghe đối phương nói liền giết trở về. Một kiếm xẹt qua, người kia nhất thời bị cắt thành hai đoạn, hình thần câu diệt. Muốn cản ta, có thể, nhưng các người cũng nên sờ mông của mình, suy tính một chút có thực lực chặn ta hay không. Lang Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, phối hợp mấy chục bộ thi thể bên cạnh hắn, lời này tràn ngập uy hiếp cùng khí phách. Người bên cạnh đều tức giận, sờ cái mông, cái này không phải tỷ dụ đầu của bọn họ thành cái mông sao. Có ô nhục người như thế sao? mươi 1245, giao thần dịch ra thượng. Nhưng nhìn thi thể đầy đất, ai dám kháng nghị hắn. Tôn nghiêm của võ giả đều là đánh ra, giết ra, lang hàn lập uy, mọi người cuối cùng không dám có ý coi thường. Cái này cũng là một vị vương giả trẻ tuổi, hơn nữa. So với sáu người trầm trúc nhi gộp lại còn đáng sợ hơn, bởi vì thể phách của hắn vô địch. Ít nhất ở chỗ này là vô địch, lang hàn vung kiếm giết tới, vẫn là năm đại vương giả chiếm cứ vị trí chủ yếu nhất, tranh cướp thiên nguyên chân dịch, nhưng những người khác cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì chỉ cần đánh bay thiên nguyên chân dịch ra xa, người có vị trí tốt liền có thể ra tay đoạt lại chạy mất dép lại là ngươi nhìn thấy lăng hàn ra mặt năm người trầm trúc nhi đều có chút co giật ha ha các vị vẫn khỏe chứ lăng hàn cười nói khỏe muội muội ngươi a à, mới qua một ngày mà thôi mọi người đều ở nơi này làm sao có khả năng sinh bệnh đi năm đại vương giả liên thủ đánh tới lăng hàn thực lực của bọn họ không yếu hơn lăng hàn thậm chí lực lượng còn trên lăng hàn chỉ là nơi này nếu xuất hiện lực lượng của nhật nguyệt cảnh sẽ bị nhầm vào bởi vậy dù cho thực lực đám người trầm trúc nhi mạnh hơn, nhưng nhất định phải áp chế, không bước vào ngưỡng cửa nhật nguyệt cảnh này. Lăng Hàn triển khai lôi đình kiếm pháp, chỉ thủ chứ không công, phát huy ưu thế của mình đến mức tận cùng. Dù là ai cũng vác không được một người có lực chiến đấu khủng bố, phòng ngự lại vô địch, sau một trận kịch đấu, Lăng Hàn ngạnh kháng năm vương giả oanh kích, lần thứ hai thu thiên nguyên chân dịch. Lúc này, người người biến sắc, người thật quá mức, một người độc chiếm hai giò thiên nguyên chân dịch, hơn nữa, xem cái tư thế này, hắn còn sẽ cướp giọt thứ ba, giọt thứ tư, toàn bộ cướp xong cũng có khả năng. Coi như năm đó Dương Hạo nhất chi độc tú, Vương Trung Chi Vương cũng chỉ lấy hai giọt thiên nguyên chân dịch. Hiện tại Lăng Hàn đã có thể sánh vai với Dương Hạo, thậm chí còn có hy vọng vượt qua. Chuyện này, sẽ xuất hiện một thiên tài càng thêm kinh khủng sao. Sắc mặt của mọi người đều âm trầm, mấy cường giả thế hệ trước càng trâu đầu ghé tai, đang thương lượng cái gì đó. Lúc trước Dương Hạo thu được hai giọt thần dịch, lại không bắt được giọt thứ ba, vì sao? có thể bắt được giò thứ hai, nói rõ lực chiến đấu của hắn mạnh mẽ, vậy tại sao giò thứ ba không được? Đó là bởi vì, sau khi bắt giò thần dịch thứ hai, Dương Hạo gặp phải tất cả mọi người công kích. Mặc hắn lại thiên tài yêu nghiệt, cũng không chịu nổi vạn chúng đối địch. Hiện tại, đám cường giả thế hệ trước bắt đầu sâu chuỗi, muốn mọi người liên thủ, công kích Lăng Hàn. Đúng, thể phách của Lăng Hàn xác thực vô địch, nhưng lực lượng không phải. Bởi vậy, hoàn toàn có thể nhốt hắn lại, để hắn không cách nào tham dự cạnh tranh thần dịch. Nhưng này dính đến phân phối lợi ích, người đi vây lăng hàn hiển nhiên phải từ bỏ tranh cướp thần dịch, ai sẵn lòng chứ? Ngày thứ ba, thần dịch tái hiện, tình cảnh vẫn rất loạn, đây đối với lăng hàn mà nói quá có lợi, từng đạo từng đạo công kích đánh lung tung, người khác cũng phải trốn, cũng phải chống đỡ, nhưng hắn có thể không để ý tới, rất dễ dàng mà bắt giọt thiên nguyên chân dịch thứ ba. Giọt thứ ba, mọi người không còn cách nào chịu đựng, một liên minh nhằm vào lăng hàn xuất hiện, khi do thần dịch thứ tư xuất hiện, lại có một nửa cường giả thế hệ trước nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ngoài ra còn có ba tên vương giả trẻ tuổi. Bọn họ vây Lăng Hàn ở trung gian, một nửa cường giả thế hệ trước cùng ba tên vương giả khác thì triển khai đấu võ, cướp giật giọt thiên nguyên chân dịch thứ tư. Lăng Hàn rất mạnh, thật rất mạnh, nhưng đối mặt mười mấy cao thủ chuẩn nhật nguyệt cảnh, thậm chí còn có ba vị vương giả trẻ tuổi, hắn cũng không cách nào giết ra khỏi trùng vây, bị nhốt lại, cho đến khi giọt thiên nguyên chân dịch kia thuộc sở hữu, Lúc này mọi người mới hủy bỏ vây nhốt hắn. Mà khi do thần dịch thứ năm xuất hiện, liền đổi thành nửa kia vây nhốt hắn, người vây nhốt trước thì tiến hành tranh cướp. Lăng hàn trợn mắt ngoác mồm, hắn lại thành toàn trường công địch, tất cả mọi người đều nhầm vào hắn. Dựa vào, không thể vô liêm sỉ như vậy a, à, nhưng người cách xa, không có tư cách tham dự cạnh tranh thần dịch lại phục lăng hàn đến sát đất. Một người mà thôi, nhưng có thể để hết thảy cường giả liên thủ đối phó, thậm chí đặc biệt phân ra một nửa người vây nhốt hắn ngay cả vương giả trẻ tuổi cũng tham dự, điều này nói rõ Lăng Hàn mạnh đến mức độ cỡ nào. Lúc trước Dương Hạo cũng không có đãi ngộ như vậy, bị công kích liền không thể không lùi. Chỉ ít ở Sơn Hà Cảnh, Lăng Hàn đã vượt qua Dương Hạo, thậm chí có thể xương tiền vô cổ nhân. Do thứ sáu, do thứ bảy, nhiều cường giả không ngừng thay ca, gắt gao vây Lăng Hàn ở tại chỗ, nhiều người như vậy cùng một chỗ chân áp, tuy chỉ có thể mang cho Lăng Hàn một chút xíu tổn thương, nhưng hoàn toàn có thể nhốt lại hắn. Thật phiền muộn, sao các người trở nên đoàn kết như vậy chứ? Lăng Hàn rất thoải mái, nhưng những người khác đều không có cho hắn cơ hội, không ngừng thay ca, cho đến khi giọt thần dịch thứ 10 xuất hiện, phòng người thứ nhất trong hắn không làm nữa, bởi vì không có giọt thần dịch thứ 11 xuất hiện, bọn họ lại nhìn Lăng Hàn liền thiệt thòi mất một vòng. Tình cảnh lần thứ hai trở nên hỗn loạn, Lăng Hàn cười ha ha, đây mới là hắn chờ mong, thân hình giết ra, hắn đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, cường giả thế hệ trước cũng bị hắn một kiếm đánh bay, gặp phải vương giả trẻ tuổi hắn ngạnh kháng công kích là được rồi trải qua một phen chiến đấu kịch liệt lăng hàn thành công lấy do thiên nguyên chân dịch thứ tư sáng tạo kỷ lục mới một người đạt được gần một nửa thần dịch đây là một kỳ tích có thể sau này không ai có thể đột phá vĩnh lưu thiên cổ chỉ cần bí cảnh này còn tồn tại vậy nói đến thiên nguyên chân dịch liền không thể không nhắc tới chiến tích của lăng hàn hôm nay muốn từ trong tay lăng hàn cướp đoạt thần dịch hiển nhiên là chuyện không thể nào ai có thể gõ mở phòng ngự của hắn Nơi này ngay cả pháp chỉ cũng bị ràng buộc, phòng ngự của Lăng Hàn là khó giải. Bởi vậy, tất cả mọi người chỉ nhìn Lăng Hàn thật sâu, sau đó nghênh ngang rời đi. Càng nhiều người thì ở trong lòng tính toán, cái này chính là một siêu cấp thiên tài từ từ quật khởi, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không dưới Dương Hạo, có phải là nên kết giao hay không. Lăng huynh, gặp ở địa phương ước định, đám người trầm trúc nhi, Hà Thao dồn dập rời đi. Chương 1246, Giao thần dịch ra, hạ vương giả chính là vương giả trong sáu người bọn họ ngoại trừ ngô chiết mỗi người đều thu được một giò thiên nguyên chân dịch xứng với thực lực của bọn họ ngô chiết bước vào cực cảnh không bao lâu thực lực kém rất nhiều lần này là thu hoạch lẻ tẻ có điều sáu đại vương giả gộp lại cũng chỉ hơn lăng hàn một giò thiên nguyên chân dịch như thế so sánh tự nhiên là ảm đạm phai mờ lăng hàn nhìn bọn họ gật gù trước tranh giành quy tranh giành nhưng cùng mở ra kho báu là hai chuyện khác nhau đối với cạnh tranh lành mạnh Lăng Hàn từ trước đến giờ rất tán thành, chỉ cần đừng chơi ám chiêu được. Hàn Lâm, 8 người xuất hiện, trong đó có 7 người vô cùng trẻ tuổi, mà cái cuối là một lão giả, chính là cường giả tự chém Tu Vi, lúc này ăn đan dược cấm kỵ, lực lượng đạt tới nhật nguyệt cảnh, tản mát ra khí tức phi thường đáng sợ. Cái này vẫn là hắn áp chế lực lượng, bằng không hắn có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh, như vậy, lực chiến đấu của hắn sẽ xuất hiện bản chất bay vọt. Tại sao nói lực lượng cửu tinh cũng không thể chống lại nhật nguyệt cảnh, phải là thập tinh? Cũng bởi vì, vượt qua một tinh, thực lực sẽ xuất hiện biến hóa giống như trời đất xoay vần. Không vào thập tinh, trung quy chỉ có thể xưng là chuẩn nhật nguyệt cảnh. Ngươi làm rất tốt, lão giả kia mở miệng, biểu hiện có chút kiêu căng. Các ngươi là ai a? một bộ rất quen, hơn nữa khẩu khí này rõ ràng là giọng điệu của trưởng bối, ra mặt không khỏi cũng dày chút đi. Thiếu chủ sẽ rất thỏa mãn, lão giả lại nói, hiện tại, giao ba giò thiên nguyên chân dịch cho lão phu. Hóa ra là người cốc môn. Lăng Hàn cuối cùng hiểu được, không trách tự mình cảm giác hài lòng như vậy, hóa ra là thủ hạ của cốc hoang. Hắn không khỏi bật cười nói, đầu óc của các ngươi là làm bằng cái gì a? À, muốn ta giao thần dịch cho các ngươi. Hàn Lâm, đừng tưởng rằng ngươi ở đây có thể vô địch, nếu lão phu chân chính phát huy, chút thực lực ấy của ngươi căn bản không đáng chú ý. Lão giả hừ một tiếng. Lúc trước cốc hoang muốn Lăng Hàn mang tới ba giò thiên nguyên chân dịch chỉ là thuận miệng nói, dù cho Lăng Hàn mang tới một giò thần dịch cũng đủ để hắn thỏa mãn. Ai có thể đoán Lăng Hàn lại yêu nghiệt như thế, thu được nhiều đến bốn do thần dịch, để lão giả này cũng không thể tin tưởng. Hắn gọi thì Minh, thuộc về lão nhân của Cốc Môn, cũng từng mấy lần tiến vào hoàng tuyển bí cảnh, nhưng xưa nay đều không có thu được một giọt thiên nguyên chân dịch. Nếu như lần này hắn mang về ba giọt thần dịch, tự nhiên là lập công lớn, đời này hắn xem như xong, nhưng hắn còn có đời sau, những người này sẽ được Cốc Môn chăm sóc, nắm giữ tiền cảnh cực kỳ quang minh. Vì đời sau của mình, hắn nhất định phải để lăng hàn đi vào khuôn phép lăng hàn cười nhạt nói ngươi là đang uy hiếp ta sao không phải uy hiếp đây là sự thực thì minh hừ lạnh nếu lão phu phát huy lực chiến đấu sẽ bước vào nhật nguyệt cảnh chỉ là ở đây sử dụng lực lượng của nhật nguyệt cảnh bản thân lão phu cũng có khả năng bị chém xuống há ý của ngươi là ngươi không sợ chết lăng hàn nói thì minh cười ha ha nói chết ai lại không sợ chỉ là lão phu có giác ngộ hẳn phải chết mà ngươi có sao, hắn đã ký thác toàn bộ hy vọng ở trên người hậu nhân của mình, bởi vậy, hắn không tiếc bỏ mình cũng phải vì hậu nhân san bằng con đường. Lăng Hàn không khỏi thở dài nói, ta phát hiện ngươi rất đáng thương, cả đời làm trâu làm ngựa, chưa từng có một ngày vì mình mà sống. Ít cùng lão phu kéo những cái này, thì minh chỉ vào Lăng Hàn, lập tức giao ra ba giọt thần dịch, lão phu cho phép người bảo lưu một giọt, người còn trẻ, có rất nhiều cơ hội tiến vào nơi này, thậm chí di tích cổ khác, không cần thiết đưa tính mạng ở đây, Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, hiện tại giặc cướp cũng biến thành nhân hậu như thế. Đáng tiếc, nói như thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi bản chất giặc cướp của ngươi. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn như thế, thì Minh hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn muốn vận dụng lực lượng của nhật nguyệt cảnh chân chính chấn áp Lăng Hàn, dù cho bị cấm chế nhầm vào cũng không tiếc. Hắn có giác ngộ như vậy, lão phu liền tiến ngươi lên đường, hắn ra tay, oanh, lực lượng thuộc về nhật nguyệt cảnh rốt cuộc bạo phát ra, từng thần văn đan dệt, trong nháy mắt đột phá trăm đạo. Đây là một biến chất, dù cho Sơn Hà cực cảnh cũng chỉ có thể nắm giữ 99 đạo thần văn, chỉ có Nhật Nguyệt cảnh mới có thể nắm giữ thần văn vượt qua 100 đạo, khác biệt ở chỗ, thần văn của Nhật Nguyệt cảnh cùng Sơn Hà cảnh phổ thông có bản chất khác nhau, nhưng 99 đạo thần văn của Sơn Hà cực cảnh lại cùng bản chất với Nhật Nguyệt cảnh. Càng phức tạp, càng mạnh mẽ, đây là quy tắc thiên địa cụ thể hóa, cảnh giới không giống, bản chất không giống thì Minh không tiếc bị cấm chế nhằm vào, hoàn toàn phóng ra chiến lực, tái hiện thần uy nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị của hắn. Ở trong bí cảnh, này là lực lượng vô địch tuyệt đối. Thình thịch, dưới một kích, Lăng Hàn liền bị đánh bay, chỉ cảm thấy trong cơ thể như sôi trào, vô cùng khó chịu. Chớ nhìn bây giờ hắn có cửu tinh lực, cách cực hạn thập tinh chỉ chút xíu, nhưng chút xíu này cũng có thể nói là lạch trời. Cửu tinh là lực lượng thuộc về Sơn Hà Cảnh, mà thập tinh thì là nhật nguyệt cảnh. Mặc Lăng Hàn lại yêu nghiệt, cũng không thể bù đắp lực lượng tranh lệch giữa Sơn Hà Cảnh cùng Nhật Nguyệt Cảnh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này, hắn cũng không còn sư tử phù có thể dùng, lại nói, dù sư tử phù còn hắn cũng không dám dùng, cấm chế ở đây sẽ nhằm vào lực lượng của Nhật Nguyệt Cảnh, hắn cũng không muốn bị để mắt tới. Nhưng người có lực lượng của Nhật Nguyệt Cảnh thì như thế nào, chỉ cần ở trong tiểu cực vị, tối đa chỉ có thể đánh hắn thổ huyết mà thôi, muốn tạo thành uy hiếp chân chính cho hắn, lực lượng kia làm sao cũng phải trên chung cực vị. Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, cười nói. Quả thực mạnh hơn trước một chút, nhưng xa xa không đủ để thương tổn được ta. Ta sát, thì Minh giật mình, trong mắt sắp chừng ra ngoài, một kích toàn lực của hắn cư nhiên cứ ăn xuống như vậy. Đây chính là công kích của Nhật Nguyệt Cảnh, hẳn là có thể gạt bỏ tất cả Sơn Hà Cảnh, nhưng vì sao còn không làm gì được Lăng Hàn. Quái vật, quái vật tuyệt đối, chương 1247, tiện xâm ra điều kiện. A, à, thì Minh phát sinh tiếng kêu thảm thiết, hắn đánh ra một kích của nhật nguyệt cảnh, lập tức bị cấm chế ở đây nhầm vào, phốc phốc phốc, cả người đều là tiêu huyết, trong nháy mắt biến thành huyết nhân. Bất quá, đau xót như thế cũng để hắn tỉnh thần lại, trợn mắt nhìn tròng trọc lăng hàn, tản mát ra sát khí. Hắn muốn giết chết tên thiên tài này, tranh thủ tương lai cho hậu đại của mình. Chết, hắn tắm rửa tiên huyết, công kích về phía lăng hàn, tinh huyết thiêu đốt, đối kháng cấm chế, để hắn có đầy đủ lực lượng đi chân áp lăng hàn. Lăng Hàn lắc đầu, ngoại trừ chính hắn, không ai biết thể phách của hắn cường đại đến mức nào. Lực lượng của nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị muốn giết chết hắn. Không đủ, Lăng Hàn xuất kiếm, tiên ma kiếm nỡ rộ quang huy vô tận, chiến đấu với Thì Minh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, Thì Minh mỗi ra một chiêu đều có thể đánh bay Lăng Hàn, này là cảnh giới nghiền ép, nhưng Lăng Hàn tối đa chỉ phun vài ngụm máu, Thì Minh càng thảm hại hơn, bị cấm chế không ngừng đánh thương lục phủ ngũ tạng, thần cốt kinh mạch. Ba, Đi tới chiêu thứ 20, hắn đánh ra một quyền, nhưng cả cánh tay nổ tung, hóa thành huyết phú, lực lượng của nhật nguyệt cảnh quá mạnh mẽ, huyết vũ này cũng có lực sát thương cường đại. Cốc môn còn có mấy người đang đứng ở phủ cận, bị huyết phú quét chúng, nhất thời bị đánh thành cái sàng, chỉ có một người may mắn sống sót, những người khác toàn bộ bị thuấn sát. Thì mình cũng đã nhập ma, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đánh giết Lăng Hàn. Bởi vậy, hắn cũng mặc kệ thương thế trên người, chỉ nhìn chòng chọc Lăng Hàn cuồng oanh. Ba, một cánh tay của hắn lại nổ tung, thành người không tay. Hắn vẫn không có dừng tay, hai chân kéo động, đá tới lăng hàn. Ba, ba, không bao lâu, hai chân của thì minh cũng bạo thành huyết vũ, nhưng hắn thổi một hơi, thân thể bắn lên, lại đụng tới lăng hàn, bộ dáng không giết được người thể không ngừng lại. Lăng hàn cũng thấy có chút chắc ẩn, người như vậy là nên thương cảm hay đáng trách đây. Ba, không cần hắn xuất thủ, cấm chế đã đánh thân thể thì minh thành mảnh nhỏ, nhưng mắt hắn vẫn nhìn chòng chọc lăng hàn, muốn phát động một kích cuối cùng. Nhưng một kích cuối cùng này không thể phát sinh, bởi vì đầu của hắn cũng nổ thành mảnh nhỏ. Nhật Nguyệt Cảnh có thể xưng là cường giả, lại rơi vào kẻ cục chết không toàn thây. Người còn sót lại của cốc môn sợ đến không thể khống chế, run run xoay người chạy, nơi này quá nguy hiểm, hắn muốn chạy về lối vào, đợi tam nguyên thượng nhân mở bí cảnh ra, hắn thực sự là một khắc cũng không muốn ở đây. Lăng Hàn thu kiếm, lắc đầu, đi đến chỗ thủy nhạn ngọc cùng hồ phỉ vân. Đạp ăn chơi chát táng mà nói, hắn còn có chút vui vẻ, tỉ như cốc hoang này, một ngày kia hắn đạp lên mặt đối phương, tâm tình nhất định sẽ rất khoan khoái. Nhưng thì minh lại để hắn có chút cảm khái, tâm tình có chút trầm trọng. Người như vậy không đáng đồng tình, nhưng không cần đi hận. Lăng Hàn thu hồi tạp niệm, nhìn Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân cười cười nói. Đi thôi, Lăng Hàn, người thật lợi hại. Hồ Phỉ Vân cắn một trái hoa quả, mồm miệng không thanh nói. Trước đó Lăng Hàn ở trong loạn quân giết ra, nhìn mà nàng nhiệt huyết sôi trào, cực kỳ sùng bái Lăng Hàn. Còn phải nói, Lăng Hàn cười ha ha, tâm tình không khỏi tốt lên một chút. Ba người đi một lúc, đột nhiên Lăng Hàn dâng lên báo động, một kiếm đâm xuống dưới mặt đất. Phốc, kiếm quang giật động, chiếu vào đại địa, nhất thời, trên mặt đất hiện ra từng vết rạn, rậm rạp như tơ nhện vậy. Dựa vào cả nhà ngươi, thiếu chút nữa đâm phá cúc hoa của sâm ra. Chỉ thấy một bóng trắng từ dưới nền đất chui ra, xem chân của đại gia ngươi, xoát, bạch ảnh kia liền bắn tới Lăng Hàn. Gốc tiện xâm này, hắn thực sự là xuất quỷ nhập thần, muốn mai phục Lăng Hàn, nhưng không ngờ thần thức của Lăng Hàn cường đại, đánh lén không thành, bị Lăng Hàn đi đầu xuất thủ, thiếu chút nữa đâm chúng hắn. Lăng Hàn triển khai khoái tự kiếm quyết, đâm tới lão xâm. Muốn giết xâm ra nhà ngươi, ngươi còn sớm một vạn năm. Lão xâm quái khiếu, xuất thủ như điện, quy tắc hóa thành đao thương tiễn mâu, đánh tới Lăng Hàn. Lần trước không phải nói sớm 800 năm sao? Lăng Hàn cười nói, A Phi, đó là thực lực của sâm gia tăng trưởng. Lão sâm một hồi lùi một hội đột, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, còn không ngoan ngoãn đến trong bát, thì đừng trách ta không khách khí. Dám uy hiếp sâm gia, xem không đạp chết ngươi. Lão sâm giận tím mặt, công kích càng dày đặc. Lăng Hàn không khách khí nữa, oanh, trong cơ thể tuôn ra hỏa diễm cường đại, thần văn đan dệt. Dựa vào, sâm gia ghét nhất chính là hỏa. Lão sâm kêu một tiếng, vội vã rút lui hơn 10 trượng, rốt cục không xuất thủ nữa, mà đứng nghiêm, lộ ra vẻ sợ hãi với thần diễm. Hắn chỉ có tốc độ nhanh mà thôi, băng xương, thần diễm oai đều có thể khắc chế hắn. Tiện xâm, ngươi lại tới làm chi? lang Hàn hỏi, lão xâm đặt mông ngồi ở trên tảng đá, vén hai cái đùi, thể hiện một tư thái thập phần lãng tử, sau đó nói. Xâm ra muốn cho ngươi một cơ duyên, phốc, nghiêm trang đùa giỡn lưu manh sao? lang Hàn cười nói, Nga, ngươi có thể cho ta cơ duyên gì? lẽ nào định cống hiến thân thể ra, vậy còn không mau đến trong bát đi, phi phi phi, xâm ra không phải gay, người đừng đánh chủ ý cúc hoa của sâm ra. Lão xâm lập tức nhảy dựng lên, lang hàn lắc đầu, gốc tiện xâm này ở trong bí cảnh, rốt cuộc là làm sao dưỡng thành phẩm tính lưu manh như vậy. Lưu manh cũng có trời sinh sao, người mang xâm ra ly khai bí cảnh, xâm ra sẽ cho người chút thần dịch. Lão xâm mở điều kiện, ồ, lang hàn kinh ngạc nói, đầu tiên, tại sao muốn ta mang ngươi ra ngoài? Ngươi không phải có hai chân sao? Nhân loại ngu xuẩn, ngươi không thấy bên ngoài có nhiều người như vậy bảo vệ sao? Có mấy cái còn vô cùng mạnh mẽ, nếu như xâm ra ra ngoài, khẳng định bị bắt hầm canh ngay lập tức. Lão nhân xâm nói, ồ, ngươi lại biết bên ngoài có cường giả. lang Hàn vỗ tay một cái nói, hóa ra, thời điểm bí cảnh mở ra, ngươi cũng đã canh giữ ở cửa, là muốn rời đi, nhưng phát hiện có tinh thần cảnh thậm chí hằng hà cảnh tỏa chấn, ngươi liền sợ. Dựa theo cái này mà nói, cây nhân sâm hèn hạ này có khả năng ở rất sớm liền nhìn chằm chằm hắn. Tuy công phu chạy trốn của sâm ra rất cao, nhưng đối với mấy tên cẩu nô tài ở bên ngoài vẫn tương đối sợ hãi. Lão nhân sâm không giữ mồm giữ miệng, chương 1248, 10 cái dâu nhân sâm. Sâm ra biết, trên người người có một bảo vật, có thể chứa đựng vật còn sống, cho sâm ra ẩn thân một hồi, sau khi đi ra ngoài, sâm ra thưởng người tuyệt thế thần dịch. Lăng Hàn nhìn hắn, không khỏi thầm nghĩ đối phương nhìn thấy hoàng kim nãi của trầm trúc nhi thì chảy nước miếng sắc mặt không khỏi tối sầm lại nói ngươi nói tới tuyệt thế thần dịch sẽ không phải là nước miếng của ngươi chứ tuy này xác thực có thể xưng bảo thủy nhưng cùng tuyệt thế thần dịch chênh lệch cũng quá to lớn đi lão nhân sâm không khỏi đỏ mặt ho khan một hồi nói sâm gia được thiên địa tạo hóa khắp người đều là bảo vật ngươi cho rằng ai cũng có thể được ngụm nước của sâm gia lão già này thật không phải thứ tốt trợ giúp hắn thoát phây báo lại chính là mấy ngụm nước miếng, ngươi là ô nhục người sao? Lang Hàn có kè mặc cả nói, ngươi cắt một nửa ra, ta liền mang ngươi rời đi. Tiểu tử, ngươi quá tham lam, lại muốn cắt xâm ra. Lão nhân xâm tức điên, xem chân của da ra ngươi, không đạp tỉnh ngươi a. À. Một người một nhân xâm lại đánh nhau, có điều, chỉ qua mấy chiêu liền ngừng lại. Nhiều nhất một cái dâu nhân xâm, lão nhân xâm nói, một trăm cây, Lang Hàn dở công phu sư tử ngoạm, lan, trên người sâm ra tổng cộng mới có 37 sợi dễ, rút hết cho người cũng không đủ. Lão nhân sâm kêu quái dị, vậy thì 37 dễ là được rồi. Lăng Hàn biết nghe lời phải, không được, nhiều nhất hai cái. Lão nhân sâm lắc đầu liên tục, ra giá đến đòi giá đi, cuối cùng, bọn họ quyết định 10 cái. Đúng rồi, đến cùng ngươi là cái giống gì? Lăng Hàn cười hỏi, tiểu tử thúi, dám nhục sâm ra nhà ngươi. Lão nhân sâm đạp tới một cước, Lăng Hàn đưa tay ngăn cản, sau đó gật gù nói không cần phải nói ta cũng biết không phải nhân sâm lưu manh chính là nhân sâm thiếu đạo đức tức chết sâm ra lão nhân sâm giơ chân sau đó nói tiểu tử người phát thiên đạo thể ngôn đi thiên đạo thể ngôn chính là hướng về thiên địa đại đạo thể từ nơi sâu xa có thiên ý phát thiên đạo thể ngôn mà không tuân sẽ bị thiên địa trừng phạt đây là tối kỵ không phải người nào cũng dám trái với thiên đạo thể ngôn lăng hàn gật gù phát thiên đạo thể ngôn đây là hướng thiên mà thề coi như hắn đổi thân phận khác cũng không thể lừa gạt được thiên địa. Lúc này lão nhân sâm mới yên tâm, nhảy đến trên vai của Lăng Hàn nói. Tiểu tử, vận khí không tệ nha, cua được hai mỹ nữ. Cái lão nhân sâm này lại động sắc tâm, Lăng Hàn lắc đầu, lão nhân sâm này xuất quỷ nhập thần, bị hắn phát hiện mình sử dụng hắc tháp. Đại khái hắn cũng quan sát mình thời gian khá lâu, nhận định nhân phẩm của hắn, lúc này mới xuất hiện ở Dược Sơn. Nhân sâm lưu manh, người đắc đạo lúc nào, tại sao muốn rời khỏi nơi này xâm ra nuốt tinh hoa của thiên địa được tinh khí của nhật nguyệt ngừng 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 không nên nói khoác vào thẳng đề tài chính lang hàn vội đánh gãy lão nhân sâm hết sức bất mãn không thể để cho hắn thổi sao hắn nói nhỏ nửa ngày có điều rốt cục vẫn nói chính đề ở mấy vạn năm trước hắn mở ra ý thức mông lung theo bản năng thu nạp tinh khí đất trời bắt đầu tu luyện nhưng cho đến mấy trăm năm gần đây hắn mới rốt cục hóa ra hai tay hai chân có thể thoát khỏi đại địa ràng buộc, ngao du thiên hạ. Nhưng nơi này dù sao vẫn quá nhỏ, hơn nữa, theo hắn nắm giữ quy tắc thiên địa càng ngày càng nhiều, phát hiện nơi này lại nhầm vào hắn, phản vệ hắn, để hắn sinh ra bước thiết nhất định phải rời đi. Nhưng mỗi cách trăm năm mặc dù nơi này sẽ mở ra hai lần, một lần có người tiến vào, một lần có người ra, nhưng bên ngoài cường giả như mây, để hắn không dám lỗ máng, chỉ lo đi ra ngoài liền bị hầm thành canh nhân sâm nhưng lần này hắn nhất định phải rời đi, bởi vì hắn có loại cảm giác, bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì không có lần sau, nhịn không nổi trăm năm nữa, hắn sẽ bị bí cảnh phản phệ, xóa bỏ. Lăng Hàn không khỏi vỗ đùi nói, sớm biết như vậy, phải mở điều kiện càng ác hơn một ít. Ha ha, đấu với xâm gia nhà ngươi, ngươi còn kém hai mươi ngàn năm. Lão nhân sâm dương dương tự đắc, Lăng Hàn cười khà khà, may mà hổ nữ không ở đây, nếu không lão nhân xâm này hả hê như vậy, phỏng chừng một giây sau liền bị kẻ tham ăn kia nhét vào trong nồi hầm thành canh. Tiểu tử, người không nên cười khiếp người như thế, xâm ra nổi ra gà đây này. Lão nhân xâm run cầm cập, người có thể nổi ra gà. Hồ phỉ vân hiếu kỳ, lão nhân xâm nhất thời chừng mắt nói. Xâm ra là dùng thủ pháp tỷ dụ, tiểu cô nương, có hiểu hay không? Xem ngực ngươi không nhỏ, sao đầu óc đần độn như vậy? Lăng Hàn lắc đầu nói, miệng ngươi hèn hạ như thế, sớm muộn sẽ bị thiệt thòi. Phi, cửu thiên thập địa, xâm ra tiêu giao, chỉ cần rời nơi này, ai có thể tóm được xâm ra. Lão nhân xâm không để ý mà nói, có vẻ rất tự tin. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, sau này, ta giới thiệu cho ngươi một người quen biết một chút. Không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn hổ nữ trà đạp lão nhân xâm này, không lý do, Lăng Hàn tin tưởng hổ nữ có thể áp chế được lão nhân xâm này. Lão nhân xâm rất cơ linh, lúc không có người liền cùng Lăng Hàn khoác lác, tình cờ sẽ đi đùa giỡn Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân, tự nhiên là bị lăng hàn vung kiếm chém đến hoa hoa gọi bậy, đều không có thực hiện được. Có người ngoài đến, hắn liền chui xuống đất, ở đây, căn bản không ai có thể phát hiện hắn. Tiểu tử, người muốn đi kho báu cuối cùng, biết được điểm cuối chuyến này của lăng hàn, sắc mặt của lão nhân sâm không khỏi nghiêm túc. Nơi đó không phải là địa phương tốt gì, có mấy lần sâm ra đi ngang qua, đều sẽ sinh ra cảm giác run sợ trong lòng. Há, người có biết tình huống cụ thể không? Tuy lăng hàn có hắc tháp, tự tin có thể giữ được tính mạng, nhưng hắc tháp cũng không phải vạn năng, vạn nhất bị vây ở nơi đó, liền chơi không vui. Nơi đó tử khí trùng thiên, xâm ra mới chẳng muốn tới gần, làm sao biết. Lão nhân xâm lắc đầu liên tục, lang hàn trầm ngâm chốc lát, vẫn quyết định muốn đi. Đầu tiên hắn đã đáp ứng người, không thể thất tín, thứ hai, hắn cũng hiếu kỳ. Đi qua ưng sơn, hoàn cảnh nơi này liền trở nên hoang vu, khắp nơi có thể nhìn thấy phía cảnh sau đại chiến, từng tòa núi lớn bị san bằng cho thấy lúc trước chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Đây chính là sơn mạch của thần giới, vững chắc cỡ nào. Bây giờ lại bị nhổ cả gốc, người xuất thủ tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. chương 1249, mở ra kho báu. Không có yêu thú, không có thần dược, chỉ có một hoàng tuyền ở trên bầu trời chạy trồm. Nơi này hầu như không nhìn thấy người, bởi vì mọi người đều biết, đây là một nơi hoang vu, sao có khả năng có người lại đây lãng phí thời gian. Đại địa tỏa ra khí tức u ám, dâng lên độ cao đại khái khoảng hai trượng, không ngừng biến ảo ra các loại hình thái, khá là quái dị. Nhưng khí tức như vậy không có nguy hiểm, xưa nay chưa từng nghe nói ai hấp thu khí tức như vậy sẽ chết. Đại chiến năm đó lưu lại sao? Lăng Hàn suy đoán, vài ngày sau, phía trước xuất hiện một cung điện, xây ở dưới chân một ngọn núi lớn, mà khởi nguyên của hoàng tuyền rõ ràng là ngọn núi lớn này, từ trên đỉnh ngọn núi ầm ầm chảy xuống, hóa thành dòng sông chạy trồm ở trên bầu trời các ngươi tiến vào hắc tháp đi, Lăng Hàn nói, không muốn để cho các nàng mạo hiểm. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, bắt đầu từ nơi này nàng căn bản không giúp được Lăng Hàn, ngược lại sẽ cản trở Lăng Hàn, không bằng đi vào trong hắc tháp nỗ lực tu luyện, tăng thực lực lên, chỉ ít sau này sẽ không cản trở Lăng Hàn. Hồ Phỉ Vân có chút không tình nguyện, nàng là bảo bảo hiếu kỳ, nơi này âm u khủng bố, tuy làm cho nàng lông tơ dựng lên, nhưng lại hứng thú dày đặc, không muốn bỏ qua trò hay đặc sắc. Vừa lừa vừa dụ, cuối cùng cũng coi như thu hồ phỉ vân vào hắc tháp. Xâm ra cũng múa vào, lão nhân xâm nói, con người xoay chuyển lợi hại. Lăng Hàn biết, tên này khẳng định là động sắc tâm, muốn nhân lúc Lăng Hàn không có đi đùa giỡn hai nữ. Chỉ là, kha kha kha, này là hắc tháp nha, bên trong thậm chí còn có một vị thánh nhân. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, người đứng yên đừng nhúc nhích là tốt rồi. Hắn lấy thần thức bao vây, thu lão nhân xâm vào hắc tháp, chỉ cần cường độ thần thức của hắn vượt qua đối phương, liền không cần đối phương thuận theo, có thể mạnh mẽ thu vào hắc tháp. Có điều, tốc độ của lão nhân sâm quá nhanh, hắn không đứng ngoan ngoãn, lăng hẳn cũng không có cách nào. Sát, đây là địa phương nào? Còn có cây kia là chuyện gì xảy ra, để sâm ra cảm giác gặp phải lão tổ tông? Mẹ kiếp, cái trùm sáng này là cái quỷ gì, dáng vẻ thật khủng khiếp. Oa, wow, mau thả sâm ra ra ngoài. Lão nhân sâm đầu tiên là hiếu kỳ, sau đó kinh ngạc thốt lên, cuối cùng kêu thảm thiết. Lăng Hàn không thèm để ý, nhanh chân mà đi, đây là trạm cuối cùng của bí cảnh. Hắn đi tới cửa cung điện, cửa lớn đóng chặt, mà nơi cửa đã đứng 5 người, ngoại trừ khuôn bội sam, những người khác đều đến. Hàn huynh, 5 người này đều chào hỏi Lăng Hàn, cũng không có bởi vì trước đó Lăng Hàn cướp bốn do thiên nguyên chân dịch mà ganh tị. Có thể có, nhưng bọn họ đều rất tốt mà giấu ở đáy lòng, vương giả như bọn họ, đều tin chắc mình vô địch, há có đạo lý đố kỵ người khác. Lăng Hàn gật gù nói, các vị đến sớm a à, ha ha, cũng tới chưa bao lâu thạch an quốc cười nói hắn nhìn lăng hàn trong ánh mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ chỉ lấy lực chiến đấu mà nói hắn có thể áp chế lăng hàn nhưng sinh tử giao chiến thắng khẳng định là lăng hàn rất đơn giản phòng ngự của đối phương quá đáng sợ hắn căn bản không thể đánh tan đối thủ như vậy để hắn hoảng sợ khuôn sư muội còn chưa tới hẳn là trên đường gặp phải cơ duyên gì vũ văn thông nói lấy thực lực của bọn họ ở đây hẳn là vô địch bởi vậy không tồn tại khuôn bội sam tao ngộ cường địch, dẫn đến bị kéo chân, không thể đúng lúc chạy tới. Bọn họ đều ngồi xuống, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền đàm đạo với nhau. Sáu đại vương giả đều thu thành cực cảnh, ở võ đạo nắm giữ thiên phú kinh người, lẫn nhau thảo luận, đều cảm thấy thu hoạch không ít. Chờ hai ngày sau, khuôn bội sam mới rốt cuộc đến. Vậy bắt đầu đi, trên cửa chính của cung điện, tổng cộng có 14 lỗ chúng, mỗi lỗ chúng vừa vặn có thể thả một bàn tay, Bảy người đứng sóng vai, dồn dập đưa bàn tay đè lên. Ta đếm 1 2 3, mọi người cùng nhau phát lực. Hà Thao nói, "Ừm." Um, sáu người còn lại gật đầu, lúc này tự nhiên ai cũng sẽ không đi tính toán do cái nào đến phát hiệu lệnh. 1 2 3, thời điểm đếm tới 3, bảy người đồng thời phát lực, thôi phát lực lượng đến mức tận cùng. Mà khi bọn họ tăng lực lượng lên tới sơn hà cảnh đỉnh cao thất tinh, lỗ chúng dưới tay bọn họ phát ra quang mang, hai cái, bốn cái, sáu cái, tám cái khi 14 lỗ chúng cùng nhau phát sáng, thẻ thẻ thẻ, cửa lớn bịt kín cung điện từ từ mở ra. Bảy người đều thối lui một bước, lộ ra vẻ cảnh giác. Đối mặt bảo tàng kinh thiên, bọn họ trái lại càng thêm cẩn thận, không có bị tham lam che khuất tâm cùng con mắt. Bên trong cung điện nguyên bản đen kịt một mảnh, thế nhưng khi cửa lớn triệt để mở ra, từng cây cột bên trong bắt đầu phát sáng, chiếu toàn bộ cung điện sáng choang. Hí, bảy người giật mình, bởi vì sau khi tiến vào vài chục trượng, nằm úp sấp một bộ thi thể. Người này khi còn sống cực kỳ cao to, cao ít nhất ba trượng, cả người màu xanh lam, mặc một bộ áo giáp kim loại, nhưng bị đập nát, da rẻ xuyên thủng, lộ ra bạch cốt âm u. Ở bên cạnh thi thể, có khắc mấy dòng chữ, thất tinh y vị, truyền nhân của ta hiện, âm ma minh giới, giết giết giết, trời xanh bất công, oán hận hận, hà thao trầm ngâm nói, thất tinh y vị, hiển nhiên là chỉ chúng ta, bảy người tu ra lực lượng cực cảnh, đồng loạt ra tay mới có thể mở cung điện. Mà truyền nhân của ta hiện, là chỉ một cái trong chúng ta có thể được truyền thừa sao? Trầm Trúc Nhi đi lên vài bước, nhưng khuôn mặt lại ngơ ngác biến sắc, vội vã lui trở về nói. Vị tiền bối này quá mạnh mẽ, ta căn bản không thể gần người. Một luồng sát khí tựa hồ có thể xé ta thành mảnh nhỏ. Lang Hàn nguyên bản ngồi trồm hổm trên mặt đất, lúc này đứng lên nói. Gạch đất cũng cực kỳ kiên cố, ta lấy thần kiếm cắt chém cũng không cách nào lưu lại dấu vết. Phải biết mấy dòng chữ trên đất này hẳn là cường giả kia trước khi chết dùng ngón tay khắc xuống. Bởi vì trong tay hắn không có vũ khí, mà ngón trỏ thì đứng ở trên chữ hận cuối cùng kia. Một cái sử dụng kiếm cũng không thể để lại một chút xíu dấu vết, một cái khác dùng ngón tay có thể khác ra chữ, tranh lệch rất lớn, vừa xem hiểu ngay. Bảy người đều đi vòng quanh, tuy vị cường giả này đã sớm chết, nhưng hổ chết còn uy, căn bản không cho gần người, dù bọn họ đều là thiên kiêu tu ra cực cảnh, nhưng ở trước mặt nhân vật như vậy vẫn cực kỳ nhỏ bé. Trường 1250, Bí pháp đầy trời Tuyệt đối là cường giả hằng hà cảnh, mặc dù ta không cách nào phỏng đoán tu vi của thượng nhân, nhưng vị tiền bối này cho ta cảm giác tương tự thượng nhân, vượt xa tinh thần cảnh. Vậy truyền thừa của hắn, cực kỳ quý giá, bọn người trầm trúc nhi thay đổi sắc mặt, nếu như có thể được truyền thừa của một vị hằng hà cảnh, vậy sẽ là tạo hóa gì. Tuy Tam Nguyên thượng nhân cũng thu chín đệ tử, nhưng làm sư phụ đều sẽ lưu một hai tay, sẽ giấu tuyệt học giữ nhà đến cuối cùng, mới dạy cho một tên y bát đệ tử, những người khác nhất định không thể hoàn toàn được sở học. Nhưng nơi này không giống, vị cường giả kia đã sớm chết, bởi vậy hắn lưu lại truyền thừa khẳng định là hoàn chỉnh. Ai không động tâm, bên trong cung điện, bồng bềnh từng quả cầu ánh sáng, mà nhìn kỹ, trong quả cầu ánh sáng lại có vô số văn tự đang chuyển động, lúc ẩn lúc hiện, nhìn không quá rõ ràng. Những cái kia đều là công pháp truyền thừa, ta thật giống như nhìn thấy đại la thanh tâm quyết, tử yên trưởng pháp, trúc tâm kiếm, bảy người nhìn chăm chăm, Dồn dập mở miệng nói, có chút văn tự trong quả cầu ánh sáng tương đối dễ bắt giữ. Cái gì? Thiện Nguyên Tâm Kinh? Ta từng ở trong một cổ giáo nhìn thấy bản thiếu, đây là một môn công pháp ghê gớm, ngay cả trong cổ giáo này cũng chỉ có bản thiếu, có người nói sau khi tu luyện thành, trong nguyên lực sẽ mang theo lực lượng lôi đình, dễ dàng phá tan phòng ngự của đối thủ. Hà Thao đột nhiên kinh hô, đây là một môn cổ công, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm đã sớm thất truyền, chỉ ở trong một số truyền thừa cổ xưa mới có ghi chép vụn vặt hiện tại xuất hiện ở đây sẽ là cổ công hoàn chỉnh hay vẫn là bản thiếu nếu hoàn chỉnh môn công pháp này sẽ quý giá đến tột đình hiện tại mọi người đều biết đây quả thật là một kho báu giá trị vượt quá tưởng tượng veo trầm trúc nhi nhảy lên trước tiên tóm tới một quả cầu ánh sáng tốc độ của nàng nhanh chóng cấp tốc tiếp cận tay nhỏ thò ra thời điểm muốn tóm gọn chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia chuyển động hơn nữa tốc độ nhanh hơn ở thời khắc cuối cùng đào tẩu trầm trúc nhi dùng hết thế đi thân hình bắt đầu rơi xuống tay trắng trở về sáu người còn lại đều kinh ngạc trầm trúc nhi không yếu hơn ai trong bọn họ nhưng nàng ra tay lại vô công vậy mấy người bọn họ ra tay cũng chưa chắc có thể đắc thủ muốn có được những truyền thừa này không dễ dàng bảy người đều không tiếp tục nói nữa mà nhìn chằm chằm bí pháp mình đúng ý sau đó ra tay đi bắt lần này tất cả quả cầu ánh sáng đều giống như sống lại như cá bơi lội quang ảnh làm loạn khiến người ta hoa cả mắt sau khi xuất thủ một lượt bảy người đều lục tục ngừng lại mà khi người cuối cùng cũng dừng lại đám quả cầu ánh sáng cũng ngừng lại theo như đốm nhỏ treo ở giữa không trung thực sự là không dễ làm bảy người cao mày tuy bọn họ đều là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi nhưng hiện tại lại thất thủ xeo 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 nhưng vào lúc này chỉ thấy bảy quả cầu ánh sáng đột nhiên run lên sau đó bắn tới bảy người bảy người lăng hàn vội đưa tay đi bắt đùng 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 dễ như ăn cháo bọn họ đều bắt được một quả cầu ánh sáng chuyện gì thế này trước bọn họ làm sao cũng bắt không được, hiện tại ngược lại tốt, chủ động đầu hoài tống báo. Đùng 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 đùng, quả cầu ánh sáng vỡ vụn, vô số văn tự, đồ án hiện lên ở trong đầu bảy người, đối ứng là một môn cổng công pháp cùng võ kỹ. Lăng Hàn không biết những người khác được cái gì, hắn được một môn thân pháp, tên truy tinh bộ. Tu tới đỉnh cao, có thể một bước lên cửu thiên, bắt trăng hái sao. Cái này đương nhiên là có chút khuếch đại, nhưng cũng có thể nhìn ra môn thân pháp này bất phàm, cụ thể có thể tu luyện tới trình độ nào, vậy phải xem tạo hóa cùng ngộ tính. Hắn ở trong đầu diễn giải môn thân pháp này một lần, chỉ cảm thấy cực kỳ phiền phức, hắn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn có thể lý giải, ít nhất phải tiêu tốn mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mấy chục năm. Pháp quyết, trận pháp, đan phương thần cấp đều vậy, hiện tại là thân pháp, đều cần tiêu tốn thật lâu mới có thể lĩnh ngộ, nắm giữ cùng vận dụng. Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn có luân hồi thụ, thời gian thật không thành vấn đề, mà cần thời gian càng dài mới tham mộ ra, Nói rõ môn thân pháp này càng quý giá, giá trị càng cao. Sáu người Trầm Trúc Nhi cũng lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên tất cả đều đạt được một môn bí pháp phi phàm. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn quả cầu ánh sáng phía trên, toát ra vẻ nhất định phải được. Tùy tiện hạ xuống một quả cầu ánh sáng cũng là bí pháp vô thượng, nếu có thể được toàn bộ, vậy giá trị cao đến không cách nào hình dung. Nhưng mà, không còn quả cầu ánh sáng rơi xuống, tựa hồ cho bọn họ một cái chính là khen thưởng bọn họ mở ra nơi này bảy người lần thứ hai triển khai truy đuổi, đương nhiên đều thất bại, mà chờ bọn hắn dừng lại, cũng không có thấy nhóm quả cầu ánh sáng thứ hai hạ xuống, để bọn họ rất thất vọng. Bảo Sơn ở trước mặt, nhưng không thể lấy A, đáng trách, kha kha kha, muốn càng nhiều công pháp sao, một thanh âm đột nhiên vang lên, thăm thẳm như vậy, tựa hồ ở bên tai của mình, lại tựa hồ như xa cuối chân trời. Ai, bảy tên vương giả đều kinh hãi, lớn tiếng quát lên. Hiện thân, không nên lén lén lút lút muốn gặp bản tọa như thế sao? Âm thanh âm u này tung bay lần thứ hai, chỉ thấy trong sân bay lên từng tia từng tia hắc khí, cùng hắc khí bên ngoài nhất mạch kế thừa, hơn nữa, còn thêm một loại sát khí. Những khí thể này ngưng tụ thành một hình người, xuất hiện ở giữa bảy người. Ngươi là ai? Thạch An Quốc hỏi, bản tọa tự nhiên là chủ nhân của nơi này. Hắc phụ nhân nói, bảy người lăng hàn hai mặt nhìn nhau, đều khom lưng nói. Bái kiến tiền bối, bọn họ đều có một thân ngông nghênh, đương nhiên sẽ không quỳ xuống, nhưng cầm bí pháp của người ta, vậy hành lễ là nên. Miễn, hắc phụ nhân nhấc lên tay, hình tượng của hắn cũng không ổn định, không ngừng lay động, vặn vẹo. Bọn người đều là hạng người thiên tài chắc Việt, có thể được bản tỏa truyền thừa. Đa tạ tiền bối, bảy người lại thi lễ. Có điều, bản tỏa chỉ cần một truyền nhân, các người ai muốn bái bản tỏa làm sư phụ. Hắc phụ nhân lại hỏi, bảy người lăng hàn lần thứ hai nhìn nhau một cái, dồn dập hỏi không biết tiền bối muốn thu ai làm đệ tử. Tuy hắc phụ nhân này tự xưng là chủ nhân nơi đây, nhưng hắn nói liền phải tin tưởng sao. chương 1251, đoạt xá, bảy người có thể trở thành vương giả, tự nhiên có chủ kiến của mình, há có thể dễ tin người khác. Muốn bản tọa tuyển, hắc phụ nhân cố ý dừng một chút, đảo qua bảy người, thật giống như muốn nhìn phản ứng của bảy người một chút, nhưng bảy người lăng hàn làm sao có khả năng dễ kích động, sắc mặt đều bình tĩnh, không chút khẩn trương. Chính là hắn, hắc phụ nhân chỉ tay một cái hình ảnh ngắt quãng ở trên người lăng hàn ta lăng hàn lắc đầu thật không tiện ta vô ý bái sư coi như muốn bái sư trong hắc tháp còn có một thánh nhân không cần thiết bái người trước mặt làm sư phụ hắc phụ nhân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lăng hàn lại từ chối ý tốt của hắn bái cường giả làm sư đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đây đều là mê hoặc không cách nào từ chối nhưng lăng hàn có thể lắc đầu không chút do dự ánh mắt của hắc phụ nhân đảo qua chỉ về trầm trúc nhi vậy còn ngươi có nguyện bái bản tọa làm sư phụ không trầm trúc nhi hơi do dự nói vãn bối sớm có sư thừa cũng vô ý bái sư lại bị từ chối khóe miệng của hắc phụ nhân có chút co giật hắn là bị đả kích kha vậy các ngươi thì sao hắn chỉ về năm người còn lại năm người này nhìn lẫn nhau dồn dập lắc đầu mới gặp liền mở ra điều kiện mê người để bảy người đều sinh ra hoài nghi hắc phụ nhân có chút tức giận càng có chút không thể tiếp thu. Bảy người lại không có một cái sẵn lòng bái hắn làm thầy, mỗi một người đều coi mình là thánh nhân sáng thế cảnh sao? Hắn lạnh nhạt nói, các ngươi đã không muốn bái bản tọa làm sư phụ, vậy bí pháp nơi đây không có duyên với các ngươi. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nhìn bảy người, thấy ánh mắt của mọi người đều hơi nhảy một cái, không khỏi lộ ra cười nhạt. Hắn không tin, nhiều bí pháp đặt ở trước mặt như vậy, những tiểu bối này còn có thể bảo trì bản tâm, chống lại mê hoặc. Có điều những bí pháp này ở chỗ bản tỏa cũng không hề có tác dụng, toàn bộ ban cho các ngươi cũng không sao. Hắc phụ nhân nói, hắn ngừng lại, lúc mấu chốt lại không nói tiếp. Lang Hàn trước tiên hỏi, xem ra, tiền bối là có điều kiện gì? Hắc phụ nhân cười cợt nói, cũng không tính là điều kiện gì, bản tỏa đã sớm hóa đạo, hiện tại lưu lại cũng chỉ là một đạo ý chí, coi như muốn hái những bí pháp kia cũng không thể. Vì lẽ đó, bản tỏa cần một cái trong các ngươi làm thể xác, mới có thể lấy những bí pháp kia xuống ai muốn những bí pháp này vậy liền cho bản tọa mượn thân thể dùng một lát nếu không bản tọa cũng không thể ra sức lời ấy nói xong bảy người lăng hàn đều lộ ra vẻ nghiêm nghị cái này không phải đoạt xá sao nói rất êm tai mượn thể xác hái bí pháp nhưng vạn nhất cuối cùng không rời khỏi thì sao còn có hắn nói mình đã hóa đạo chỉ để lại một đạo ý chí nhưng điều này có thể bảo đảm sao vạn nhất đây là tàn hồn vậy cho đối phương tiến vào thân thể chẳng khác gì là đưa dê vào miệng cọp Ai muốn bí pháp, hắc phụ nhân nói, tràn đầy mê hoặc. Bảy người lăng hàn đều không nói, dồn dập làm ra tư thái phòng ngự. Tuy hắc phụ nhân này vừa lên liền bày ra dáng dấp khách khí, nhưng ai biết sau khi hắn bị cử tuyệt có thể thẹn quá thành giận hay không? Không có ai sao? Hắc phụ nhân lại nói, thấy bảy người lăng hàn đều không hề có ý trả lời, hắn không khỏi thở dài nói: Bản tọa vốn muốn dùng biện pháp đơn giản, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp mạnh a. À. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ vào lăng hàn nói. Ngươi là thân thể thích hợp bản tọa nhất, thể xác cường hoành ngay cả bản tọa cũng trước đây chưa từng thấy, có thể ở sơn hà cảnh tu đến nước này, cổ kim không thấy. Có điều, thần hồn của ngươi cũng đồng dạng cứng cỏi đến kinh người, bản tọa không có nắm chắc xóa bỏ. Cảm ơn tiền bối khích lệ, chỉ là tựa hồ tiền bối cũng có chút tầm nhìn hạn hẹp. Thiên hạ to lớn, thiên tài nơi nào không có. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, đối phương tiên lễ hậu binh, trước tiên cầm bí pháp làm kẹo hấp dẫn người, nhưng phát hiện không có ai bị lừa, thì bắt đầu lộ mặt thật. Đã như vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng không cần khách khí, còn nữa, đối phương trước tiên lấy lợi dụ, nói rõ cái gì. Hắc phụ nhân này tất nhiên không còn mạnh mẽ như hằng hà cảnh nữa, nếu không cần dụ dỗ sơn hà cảnh bọn họ. Hắc phụ nhân cũng không tức giận, chỉ lắc đầu một cái nói. Bản tọa tung hoành thiên hạ vô số năm, có thiên tài gì là bản tọa chưa từng thấy. Ha ha, hắn lại tiếp tục nhìn về phía trầm trúc nhi bản tọa có thể cảm giác được trong cơ thể tiểu cô nương này có lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, đáng tiếc đáng tiếc, thần hồn có bí pháp bảo vệ, lấy thực lực bây giờ của bản tỏa không đủ để lay động. Hắn chỉ điểm từng cái, nói ra sở trường của bảy người, để bảy người đều hoảng sợ, nhãn lực của tên này cũng quá cao minh đi, nói một chút cũng không sai. Cuối cùng hắc vụ nhân chỉ về ngô chiết nói, thực lực người yếu nhất, thiên phú kém cỏi nhất, vốn không phải vật dẫn tốt nhất của bản tọa. Có điều, lại dễ chiếm nhất, bản tọa sẽ không soi mói. Nói xong, hắc vụ nhân này đột nhiên hóa thành một sợi khí, phóng về phía ngô chiết. Ngô chiết tự nhiên sớm có phòng bị, vội vã nâng song trường, tăng lực lượng lên tới đỉnh cao, gần 90 đạo thần văn hiện lên, chăm chú bao vây hắn. Bởi vì không biết hắc vụ nhân này đến cùng là thứ gì, hắn cũng không cầu đánh tan, trước bảo vệ mình lại nói. Thần văn lóng lánh, đây là quy tắc thiên địa, càng là cực cảnh chịu uy. Nhưng đối mặt những khí thể quỷ gì kia lại không hề có tác dụng, khí thể xuyên qua phòng ngự của hắn, từ trong miệng ngô chiết tiến vào. a à, ngô chiết kêu to, tứ chi mở ra, ngửa đầu lên trời, khí thể đang vô cùng vô tận đi vào trong miệng hắn, ở đỉnh đầu của hắn hình thành một đám mây, cực kỳ quỷ dị. Hừ, sáu người lang hàn đương nhiên sẽ không ngồi yên, dồn dập lấy thần binh ra, chém tới đoàn khí thể kia. Cạc cạc cạc, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thương tổn đến bản thỏa. Sớm không biết mấy cái kỷ nguyên, trong khối không khí phát ra thanh âm, thẳng vào thức hải, đây là thần hồn truyền âm. Mặc cho sáu đại vương giả làm sao công kích, khí thể chỉ không ngừng biến hóa hình dạng, căn bản chém không tổn thương tồn tại thần bí này. Mà những khí thể này cũng cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể ngô chiết, để cái bụng của hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được bành trướng. chương 1252, sáu vương giả liên thủ. Chỉ trong chốc lát, cái bụng của ngô chiết đã lớn hơn cái chảo, thật giống như biến thành một tên béo siêu cấp, mà vẻ mặt của hắn cũng vô cùng thống khổ, trên mặt có mạch máu nhảy lên, con người muốn lòi ra, khuôn mặt của hắn cũng biến hóa, một hồi là chính hắn, một hồi lại biến thành một khuôn mặt khác, cực kỳ quái lạ. Xeo, lúc này, một điểm khí thể cuối cùng đi vào trong miệng ngô chiết, mà cái bụng của hắn cũng trong chớp mắt khôi phục nguyên trạng, thật giống như vừa nãy dáng dấp kia chỉ là một ảo giác mà thôi. Hắn mở mịt nhìn về phía sáu người lăng hàn, đưa tay ra muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên ôm lấy đầu, lần thứ hai kêu lên thảm thiết. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn phun trào, âm u, tà ác, tràn ngập tử khí như hoàng tuyền bên ngoài kia. Không được, hắn bị đoạt xá. Một khi thành công, thực lực của hắn có khả năng xuất hiện biến hóa kinh người. Sáu người lăng hàn đều kinh ngạc thốt lên, tuy chuyện đoạt xá rất ít phát sinh, bình thường cường giả nào sẵn lòng bỏ qua cơ thể mình, đi chiếm cứ thân thể một người khác. Đoạt xá, ý nghĩa từ bỏ tu vi nguyên bản của mình, hơn nữa, quy tắc thiên địa phán đoán độ dài tuổi thọ của một người, là lấy thần hồn làm cơ sở, coi như cường giả sắp chết giả chiếm cứ thân thể võ giả trẻ tuổi, cũng không thể lấy thân thể trẻ tuổi đến tính toán sinh mệnh lần nữa. Thật để tồn tại thần bí này đoạt xá thành công, vậy lấy thủ đoạn cực có khả năng là hằng hà cảnh của đối phương, lực chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên đáng sợ. Giết, Vũ Văn Thông quyết định thật nhanh, lấy thực lực của Ngô Chiết căn bản không thể chống lại tồn tại thần bí đoạt xá, bọn họ cũng không có năng lực đuổi thần hồn của đối phương ra ngoài. Bởi vậy, bọn họ duy nhất có thể làm là nhân lúc đoạt xá còn chưa hoàn thành, giết Ngô Chiết. Giết, Trầm Trúc Nhi cũng gật đầu đệ tử của lẫm thiên tông không thể tự giết lẫn nhau vậy cũng phải xem tình huống hiện tại ngô chiết đã không phải ngô chiết mà sắp trở thành một ma đầu đáng sợ chém ở trong trứng nước sáu người đồng thời ra tay công tới ngô chiết tuy ngô chiết cũng là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi nhưng không thể không thừa nhận hắn lại yếu nhất trong bảy người cái này cũng là một trong những nguyên nhân hắn bị tồn tại thần bí kia nhìn chằm chằm yếu nhất càng dễ đoạt xá cơ hội thành công càng cao đoạt xác nghịch thiên hành sự dù cho là nhân vật mạnh mẽ như vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có thể lựa chọn Ngô Chiết, sử dụng cơ hội thành công tốt nhất. Hiện tại Ngô Chiết bị sáu đại vương giả liên thủ công kích, chỉ sợ là một chiêu liền bị thuấn sát. Vù, công kích bay đến, chỉ thấy Ngô Chiết giơ lên cánh tay trái, nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo lực lượng vô hình xuất hiện, toàn bộ ổn định sáu người công kích. Hắn nhoèn miệng cười nói, bình tĩnh đừng nóng, chờ bản tòa hoàn toàn thích ứng bộ thân thể này, lại giết toàn bộ các ngươi. Cái nụ cười này, cực kỳ âm u, cực kỳ tà ác. Sáu người lăng hàn kinh hãi, sao có thể có chuyện đó, nơi này có cấm chế tồn tại, sẽ nhằm vào lực lượng trên nhật nguyệt cảnh, đối phương vừa ra tay liền ổn định công kích của bọn họ, lực lượng này tuyệt đối vượt qua sơn hà cảnh. Tại sao không có bị cấm chế phản phệ? Ha ha, cái này không phải lực lượng, mà là quy tắc. Ngô Triết cười nói, hiện tại trên mặt hắn có khí thức màu đen quấn quanh, tự nhiên không còn là người kia, đã bị tồn tại thần bí thay thế. Hắn rất hảo tâm giải thích Năm đó bản tọa hầu như đứng ở hàng hà cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào sáng thế cảnh, nắm giữ quy tắc há là các người có khả năng tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, đùng đùng đùng, xương cốt cả người vang rền, hình thể hắn xuất hiện biến hóa to lớn, tựa hồ đang cải tạo dáng dấp thân thể này, lấy thích ứng thói quen của hắn. Phá, sáu người lang hàn đều đại triển thần uy, dồn dập công kích. Tuy đối phương đã từng đứng ở độ cao rất đáng sợ, nhưng dù sao chỉ còn dư lại một đạo hồn phách. Dựa vào một bộ thân thể Sơn Hà Cảnh phát huy, nếu như cái này còn có thể nắm giữ lực chiến đấu của hàng Hà Cảnh mới gọi không hợp lý. Sáu người Lăng Hàn là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi đương đại. Coi như trong quảng đại thần giới còn có vương giả trẻ tuổi khác, nhưng phỏng chừng cũng chỉ có thể sóng vai với bọn họ mà thôi. Đều tu đến cực cảnh, muốn cao hơn một bậc là cực kỳ khó. Chỉ là hiện tại năm người trầm trúc nhi không dám vận dụng lực lượng thập tinh, nếu không bọn họ sẽ bị cấm chế phản phệ, vậy không phải đang tăng lực chiến đấu lên, mà là tìm đường chết. Sáu người đều dùng công kích mạnh nhất, cuồng oanh loạn tạc về phía Ngô Chiết. Ngô Chiết dù bận vẫn ung dung, chỉ lấy một tay ứng phó, thậm chí hắn vận dụng quy tắc cũng vô cùng đơn giản, chỉ vài đạo thần văn mà thôi, nhưng phát huy ra hiệu quả ngoài ý tưởng, dễ dàng liền cản lại sáu vương giả công kích. Một bên, hắn còn cải tạo thân thể của mình, chỉ thấy phần lưng hắn có từng gai xương xông ra, mà trên trán lại mọc một chiếc sừng, hiện ra hào quang màu bạc nếu ngô chiết còn có ý thức của bản thân nói không chắc sẽ vui mừng bởi vì trước đó mặc dù hắn là một thành viên trong bảy vương nhưng không thể nghi ngờ là khâu yếu nhất nhưng hiện tại hắn có thể lấy sức một người chống sáu đại vương giả liên thủ công kích hơn nữa vô cùng dễ dàng đây tuyệt đối là thành tựu không thể tưởng tượng nói ra sẽ làm hắn trở thành thiên tài số một thiên hạ ngày nay không có một trong đáng tiếc hắn đã không phải ngô chiết thoải mái thực sự là thoải mái ngô chiết uốn éo cái cổ hiện tại thân thể của hắn chỉ ít cao gấp đôi, thể trạng trắng kiện, da rẻ có vẻ rất hiểm độc, hơn nữa là từng khối từng khối. Nhìn kỹ, kia là từng thần văn, thật giống như trời sinh, không nhìn ra có bất luận dấu vết nhân tạo nào. Hắn lại chậm rãi xoay người, sau đó lộ ra nụ cười, dán mắt vào sáu người lang hàn nói. Một đám con dẹp, bản tọa đang suy nghĩ, phải làm sao giết các ngươi. Là hấp, hay kho, muội muội ngươi, lăng hàn lùi tới xa xa, triển khai diệt long tinh thần tiễn, bắn tới Ngô Chiết. Đùng, Ngô Chiết đưa tay phải ra, hai ngón tay kẹp lại, tiễn nguyên lực liền bị hắn kẹp chặt. Cái này quá đáng sợ, diệt long tinh thần tiễn nhanh bực nào, lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Mũi tên này có chút ý nghĩa, nếu không phải bản tọa nắm giữ quy tắc thiên địa cao hơn ngươi, thật có khả năng bị bắn trúng. Hắn nhếch miệng cười nói, chương 1253, không địch lại. Hữu dụng, trầm trúc nhi kích động kêu lên, ngón tay của hắn bị thương quả nhiên trong khe hở hai ngón tay có máu tươi chảy ra đáng chết ngô chiết biến sắc thân thể này vẫn quá yếu tuy hắn nắm giữ quy tắc vượt xa chúng ta nhưng thân thể không có vì vậy trở nên mạnh mẽ lực lượng cũng không thay đổi thạch an quốc lập tức nói chúng ta cũng không phải không có cơ hội đánh bại hắn hà thao cũng nói sáu người cùng nhau gật đầu bọn họ đều là vương giả đương đại ý chí của người nào không như sắt hiện tại tuy tình thế ác liệt nhưng bọn họ đều không kinh hoàng, trái lại tỉnh táo phân tích. Ngô Chiết cười gần nói, vậy thì như thế nào, ở dưới quy tắc thiên địa của bản tọa áp chế, các ngươi có thể nhảy ra bọt nước gì? Hắn lấy tay nhấn ra, oanh, trên người có từng thần văn phát sáng, hóa thành từng đạo thần liên, bắn một lượt về phía sáu vương giả. Sáu người lăng hàn vội vã né tránh, lực lượng của Ngô Chiết cũng không yếu hơn bọn họ bao nhiêu, lại thêm quy tắc thiên địa vượt xa, lực chiến đấu đã không phải bọn họ có thể chống lại. Ha ha ha, ngô chiết cười to hắn tựa hồ còn có một tia ý chí bản thân tồn lưu bằng không chỉ là mấy sơn hà cảnh run dế coi như xoay tay liền có thể chấn áp lại cần đắc ý như thế sao lăng hàn triển khai diệt long tinh thần tiễn tiễn nguyên lực một nhánh tiếp một nhánh tận lực giữ một khoảng cách với đối phương đây là công kích có thể uy hiếp được ngô chiết ngay cả ngô chiết cũng không dám khinh thường lực chiến đấu của hắn xác thực mạnh nhưng cảnh giới dù sao còn chỉ là sơn hà cảnh đây là nhược điểm to lớn nhất định phải ưu tiên hóa giải công kích của lăng hàn bằng không trúng một mũi tên, cơ thể của hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Đã như thế, liền tranh thủ thời gian cho mọi người xê dịch, cũng cho những vương giả trẻ tuổi có thời gian phóng thích đại chiêu. Thanh trúc sát, trầm trúc nhi nũng nịu một tiếng, nghi tâm nứt ra, xuất hiện một cây trúc nhỏ màu xanh, vừa xuất hiện liền cấp tốc phóng to, hóa thành một cự trúc ngập trời, nhưng không có hình thái cụ thể, bởi vậy ở trong không gian có hạn này cũng không bị ảnh hưởng. soạt thanh trúc run run, vô số lá xanh hạ xuống, hóa thành từng đạo kiếm trúc, quét tới ngô chiết tử diễm thạch an quốc hét lớn một tiếng cả người hỏa diễm bay múa hai tay vỗ một cái một con hỏa sư xuất hiện cả người bao trùm thần hỏa màu tím phóng về phía ngô chiết hắc thủy cuồn cuộn hà thao thét dài một dòng hắc thủy tuôn ra sáu đại vương giả đều lấy ra tuyệt học lúc này cũng không ai dám giấu làm của riêng nếu không thật sự có khả năng nuốt hận ở đây oanh thần quang giật động cuốn tới ngô chiết trên lý thuyết mà nói lục đại vương giả liên thủ vây công trừ khi ngô chiết có thể phách giống như lăng hàn, nếu không khẳng định không ngăn được. Vậy mà, khi sáu đạo công kích đáng sợ đánh xuống, ngô chiết cũng có giúp thần liên, hóa thành một hình cầu, thần liên quấn quanh, tạo thành phòng ngự cường đại. Bành 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 bành, công kích đánh tới, nhưng căn bản oanh không phá quả cầu này. Nếu anh không ra hình cầu, vậy làm sao đánh thương ngô chiết? a à, a à, a à, buông thả ý nghĩ chống cự đi, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, các người căn bản không đủ nhìn. Ngô chiết cười nói chết ở trong tay bổn tọa, các ngươi cũng không tiếc. Phải biết, ban đầu bổn tọa giết đều là hàng hà cảnh, ngay cả tinh thần cảnh cũng lười giết, các ngươi lại có thể được bổn tọa tự mình xuất thủ đối phó, đây là vinh quang cỡ nào a? À? Ha ha ha, Lang Hàn cười to, sau này ta còn có thể giết sáng thế cảnh, không bằng ngươi ngoan ngoãn đưa đầu ra, ta cho ngươi một kiếm, để cho ngươi hưởng thụ một vinh quang lớn hơn. Hừ, ánh mắt của Ngô chiết run lên, ngươi, hắc hắc, chủ nhân của thân thể này tựa hồ tràn đầy hận ý với ngươi a. À hẳn là chủ động hiện lên ý giết ngươi. Nga, chẳng qua là bị ta đánh cho một trận mà thôi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, nếu ngươi không ngại, ta cũng sẽ tát ngươi một cái. Tiểu tử thật cuồng, sắc mặt của ngô chiết âm trầm, mặc dù hắn từng là cường giả tuyệt thế, căn bản khinh thường đấu khí với một sơn hà cảnh, nhưng bị chống đối như vậy tự nhiên sẽ không vui, liền muốn một cái tát đập chết Lăng Hàn. Nhưng đám người trầm trúc nhi đã phát động vòng công kích thứ hai, để hắn chỉ có thể phòng thủ, dù sao hắn đã không phải hằng hà cảnh ban đầu. Lăng Hàn nhắm ngay cơ hội, phát động tiến thức trung cực. Hắn không có tham dự lần công kích này, mà đợi ngô chiết trận công kích xong, mở ra quy tắc thần liên. Trong nháy mắt đó, tuyệt sát đối phương, cơ hội chỉ có một lần, coi như bây giờ tốc độ khôi phục lực lượng của hắn rất nhanh, nhưng ăn qua một lần thua thiệt, lấy thực lực của cường giả thần bí kia, tự nhiên không thể trúng chiêu nữa. Các ngươi, đi tìm chết cho bổn tỏa, sau khi chặn một kích này, Quả nhiên, thần liên hóa thành hình cầu tản ra, vô số đạo thần liên đâm tới sáu người lăng hàn, muốn ninh xuyên bọn họ. Bất luận kẻ nào cũng giống nhau, sau khi phát động một kích mạnh nhất, chính là lúc phòng ngự bản thân cực kỳ yếu kém. Phốc 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 phốc, thần liên quét qua, năm người trầm trúc nhi đều bị đánh trúng, hoặc là tay, hoặc là chân, hoặc thân thể, đều bị thần liên đâm sỏ xuyên, thần huyết phun trào. Đúng lúc này, lăng hàn bắn ra tiến thức trung cực. Phốc, bất quá, trong nháy mắt hắn xuất thủ, mình cũng bị thần liên đánh chúng hắn không tránh không né chúng chiêu là chuyện rất tự nhiên cũng may thể phách của hắn đủ mạnh mẽ thần liên chẳng qua là đâm vào thân thể của hắn nhưng không cách nào đánh nát thần cốt không có nhập vào cơ thể mà ra hưu một mũi tên sáng chói mang theo hy vọng của lăng hàn bắn tới ngô triết mau như lưu quang đây mới thực là cực nhanh chi tiến à, a ngô chiết kêu thảm thiết vai trái của hắn trúng tên mũi tên cuồng bạo xuyên thấu mà qua Đánh nát toàn bộ vai trái không còn một mảnh, cánh tay trái rơi xuống đất, máu tươi cuồng phun. Đây là hắn kịp thời lấy thần liên cản một chút, để cho mũi tên đi lệch, nếu không thì không phải đánh nát vai trái, mà là buồng tim cũng sẽ bể mất. "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Ngô Chiết giận dữ hét, hắn vừa giận vừa sợ, thiếu chút nữa chết ở trong tay một sơn hà cảnh nho nhỏ. Dưới giận dữ, hắn cũng tự xưng ta. Hưu, thần liên cuốn trở về, Ngô Chiết khoát tay, bảy đạo thần liên bay ra, phân đâm tay, chân mặt, ngực, bụng. Của Lăng Hàn, chương 1254, ngàn vạn năm bố cục thượng. Dưới khẩn cấp, bây giờ Lăng Hàn ngăn cản thế nào? Tiến thức trung cực cố nhiên uy lực kinh người, nhưng sau khi sử dụng liền vô lực, dù bây giờ hắn khôi phục rất nhanh, nhưng cũng cần một nén hương thời gian mới có thể, lúc này chỉ mới một cái hô hấp mà thôi, ngay cả thể lực cũng chỉ khôi phục một chút xíu. Lăng Hàn vô lực chống cự, bị đối phương xanh xanh bắt qua, bảy đạo công kích đánh tới trên người hắn phun máu ảo ảo, nhưng để cho Ngô Chiết im lặng là, cái này lại còn không thể xuyên thấu thân thể của Lăng Hàn, tạo thành trọng thương cho hắn. Một vạn câu chửi chạy trồm trong lòng, tại sao có thể có quái vật như vậy? Ngô Chiết có chút kinh hãi, nếu lực lượng của hắn vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong, như vậy tiện tay một kích là có thể nghiền chết Lăng Hàn. Nhưng bây giờ thì sao, hắn chỉ có thể dựa vào quy tắc, vậy mà vấn đề là, cảnh giới của hắn quá thấp, có thể sử dụng quy tắc cũng có hạn, nếu không bản thân hắn sẽ bị quy tắc phản phệ vì vậy quy tắc thần liên của hắn có thể tạo thành thương tổn với đám người trầm trúc nhi nhưng đối với lăng hàn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi hừ quy tắc thần liên sẽ từ từ hủy ngươi thành mảnh vụn ngô chiết lạnh lùng nói hắn dùng quy tắc thần liên lên đánh bay năm người trầm trúc nhi ra ngoài bành 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 rồi giết đụng lên vách tường hắn khởi động tất cả thần liên còn lại muốn lấy công kích dày đặc oanh lăng hàn không thể trực tiếp oanh chết vậy thì kiến cắn voi từ từ gặm chết Thể phách của Lăng Hàn quả thật mạnh như thần thiết cấp 5, nhưng quy tắc thần liên của hắn lại giống như cái cưa, có thể từ từ cưa đứt thần thiết cấp 5, chẳng qua cái này cần chút thời gian mà thôi. Phốc phốc phốc, Lăng Hàn bị thần liên đâm trúng, hiện tại hắn cơ hồ không có khôi phục lực lượng, tự nhiên chỉ có bị cuồng oanh. Đám người trầm trúc nhi cũng bị thương nặng, nhất thời căn bản vô lực đến giúp Lăng Hàn, nếu không ngô chiết há sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Thần liên oanh kích dày đặc, trong nháy mắt Lăng Hàn thành một huyết nhân. Cáp 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 cáp, ngô chiết cười to cái này vừa có tình cảm của tồn tại thần bí lại có khoái ý của bản thân ngô chiết hắn từng bị lăng hàn đánh bại ở trước mặt mọi người trong lòng sao có thể không hận lăng hàn bị oanh kích nhưng cũng đang xúc tích lực lượng uẩn lực phản kích nếu chuyện thật không như mong muốn vậy hắn sẽ không cậy mạnh trốn vào hắc tháp thậm chí ném vô tướng thánh nhân ra cũng có thể hù dọa thần bí nhân kia giật mình a à. đám người trầm trúc nhi không biết lăng hàn còn có hắc tháp thấy hắn bị bạo oanh như thế hiển nhiên đã không có năng lực lật bàn mà bọn họ lại bị thương nặng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thoạt nhìn đây đã là cục diện thất bại bọn họ trừ chờ chết còn có thể làm cái gì mặc dù bọn họ cũng có lá bài tẩy nhưng nơi này hạn chế lực lượng nhật nguyệt cảnh đối mặt thiên địa quy tắc mạnh hơn hết thảy phản kháng tựa hồ chẳng qua là phí công dùng chỉ là chết sớm một chút bị cấm chế đánh giết đổi một kiểu chết đổi một đao phủ mà thôi chẳng lẽ thật không có một chút biện pháp nào sao bọn họ đều là người ý chí như sắt ở trong tuyệt vọng sẽ không buông tha, đầu óc thay đổi thật nhanh, chủ tính hết thảy khả năng. A a, trầm âm lão ma, người rốt cục đi ra nha. Một thanh âm đột nhiên vang lên, giống như vạn lôi, quanh quẩn ở trong cung điện. Cái gì, nơi này còn có người, nhưng bảy người lăng hàn tràn đầy mong đợi, ở trong tử cục này. Có biến là chuyện tốt, cái gì, ngô chiết cả kinh thất sắc, làm vân, người còn không có chết. Hắn nhìn về phía cỗ thi thể trên đất, a à, a, à, trong tiếng cười, chỉ thấy thi thể của Lam Vân cư nhiên bò dậy, thân thể cao ba trượng kéo ra một cái bóng thật dài. Sáu người lăng hàn đều giật mình, cả kinh, mặc dù bọn họ hoài nghi tồn tại thần bí này không phải chủ nhân chân chính nơi đây, nhưng thấy Lam Vân lại đứng lên, vẫn để cho bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngô Chiết nhìn chằm chằm Lam Vân, một lát sau cũng cười lớn đạo. Thì ra người thật đã chết, bây giờ chẳng qua là một đạo ý thức lưu lại nhập chủ thân thể mà thôi. Quả thật như thế, Lam Vân gật đầu, bất quá, giết ngươi dư sức có thừa ngô chiết không khỏi biến sắc thất thanh nói ngươi sẽ không phải là cố ý bố cục chờ thần hồn của bổn tọa rời địa tâm đoạt xá thân thể này để cho ngươi có cơ hội đánh chết chứ lam vân cười to bằng không thì vì cái gì ngươi núp ở trong địa tâm bổn tọa đã chết lại không thể đuổi kịp tới địa tâm giết ngươi không dụ ngươi ra sao được ngươi 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 thật đúng là biết ẩn nhẫn ngô chiết nói cũng đã qua mấy ngàn vạn năm hài cốt của ngươi cũng sắp hóa thành bụi phấn còn có cái gì nhìn không ra, có thể giết bổn tọa sao? Hừ, coi như bổn tọa chết một ngàn lần, lại há có thể bỏ qua yêu nghiệt minh giới như ngươi. Lam Vân quát lên, cái gì, tồn tại thần bí này là người minh giới? Khó trách, Lam Vân trên đất khắc chữ, đối với minh giới tràn đầy phẫn hận, sát khí ngất trời. Kết hợp dấu vết đại chiến bên ngoài liền có thể suy đoán ra, ban đầu hai cường giả này khẳng định xảy ra một cuộc đại chiến. Kết quả Lam Vân thắng, nhưng bị vết thương chí mạng, mệnh không lâu dài, mà tồn tại thần bí thì thân thể bị đánh nát, chỉ còn lại có thần hồn, nhưng bởi vì sinh linh minh giới có tính đặc thù, có thể núp ở trong địa tâm kéo dài hơi tàn. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, tồn tại thần bí cho là Lam Vân đã chết, liền nhân cơ hội đi ra đoạt xá, giống đời thứ hai. Đúng rồi, nơi này răng đầy cấm chế, là dùng để chấn áp tồn tại thần bí, để cho hắn chỉ có thể xuất hiện ở trong cung điện, nếu không bí cảnh này đã mở ra nhiều lần, tồn tại thần bí kia hẳn đã sớm thoát thân, mà không phải đợi đến cung điện mở ra lần này. Hắn chỉ cho rằng Lam Vân bố trí những thủ đoạn này là vì chọn đời chấn áp mình, nhưng không ngờ đây là một kế trong kế, chẳng qua là để cho hắn cảm thấy an toàn, từ địa tâm đi ra, sau khi đoạt xá, thần hồn của hắn tự nhiên không thể tùy ý chạy loạn rồi. Mà lấy thân thể của hắn bây giờ, yếu ớt vô cùng a, à. cả người ngô chiết phát run, dù ban đầu thân thể bị đánh hư hắn cũng không có khẩn trương cùng sợ hãi như vậy, bởi vì hắn vừa mới đoạt xá, thần hồn không thể nào chạy nữa. chương 1255, ngàn vạn năm bố cục hạ. Lam Vân, ngươi thật giỏi tính toán. Hắn cắn răng nói, đối phó con rùa đen rút đầu như ngươi, không tính kế sao được. Lam Vân cười nói, ngươi không cần vọng tưởng trì hoãn thời gian, mặc dù bồn tọa chỉ để lại một đạo ý chí, nhưng tồn tại năm ba ngày là tuyệt không thành vấn đề. Trên mặt ngô chiết biến sắc lần nữa, hắn quả thật muốn trì hoãn thời gian. Lam Vân bất đồng hắn, là tử vong chân chính chỉ có một đạo ý chí như lục bình không dễ rất nhanh sẽ chôn vùi nhưng năm ba ngày cũng quá lâu a à, lam vân này hận sinh linh minh giới sâu như thế nào sẽ cho hắn năm ba ngày mai rách miệng lưới cũng thổi không được lâu như vậy a à. trầm âm lão ma đi tìm chết đi lam vân xuất thủ oanh lực lượng đáng sợ cuốn qua ngay cả tinh thần cũng run rẩy đây là lực lượng vượt qua tinh thần cảnh tại sao cấm chế không cắn trả hắn nói giỡn. Hắn chính là chủ nhân nơi đây, cấm chế sao sẽ có hiệu lực với hắn. Oanh, một trường vỗ xuống, trong nháy mắt ngô chiết hóa thành huyết vũ, thân thể của hắn quá yếu, đâu thể nào địch nổi lực lượng của hằng hạ cảnh. Bất quá, Lam Vân không có buông lỏng, mà trải rộng thần thức tìm kiếm. Cường giả minh giới không phải dễ giết như vậy, ban đầu cũng hủy diệt thân thể đối phương, còn không phải cũng trốn thoát sao. Hư, muốn chạy, Lam Vân xuất thủ lần nữa, vỗ tới cửa. Banh, đại môn bị chấn vỡ chỉ thấy một cái bóng mà mắt thường cực kỳ khó nhận biết cấp tốc lao ra ngoài. Là cường giả minh giới kia, sáu người lăng hàn đều hít khí lạnh, hàng hà cảnh xuất thủ, hơn nữa còn chiếm ưu thế cảnh giới lớn như vậy. Một kích đi qua cư nhiên vẫn không thể diệt cường giả minh giới kia, đây thật là cường đại không cách nào tưởng tượng. Lam Vân, người cư nhiên ép bổn tỏa vận dụng chiêu này, ngay cả người chết, bổn tỏa cũng muốn để ngươi hôi phi yên diệt. Cái bóng kia bay về phía hoàng tuyền trên bầu trời. Hoàng tuyền này chính là thi thể của cường giả minh giới biến thành, nếu hắn lấy thần hồn tương hợp, sẽ đạt được lực lượng khổng lồ. Nhưng mà, thân thể của hắn đã mất, hoàng tuyền này đối với hắn cũng có nguy hại cực lớn, giống như là một độc dược. Nhưng bây giờ không dùng không được, nếu không chính là chết. Chỉ cần không chết, vậy bị thương thế nặng hơn cũng có khả năng chữa khỏi. Lam Vân Hừ một tiếng nói, bổn tọa bố cục ngàn vạn năm, sao có thể thất bại trong gang tắc. Thân hình hắn chợt lóe, vô cùng nhanh xông ra ngoài, một quyền đánh ra, đập vào Hoàng Tuyền. Trích tinh bộ, Lăng Hàn lập tức thầm nói, mặc dù hắn còn chưa bắt đầu tu luyện môn thân pháp này, lại có thể liếc ra môn đạo. Ao ao, một quyền đánh ra, Hoàng Tuyền bị chém ngang eo, thân hình Lam Vân run lên, hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng. Hắn ngăn chặn Hoàng Tuyền, ngạo nghễ đứng trong thiên địa. Ngươi, cường giả minh giới như muốn hộp máu, mượn không được Hoàng Tuyền lực. Hắn lạnh lùng nói, ngươi lấy thân thể cứng rắn đối oanh Hoàng Tuyền lực, rất nhanh sẽ hóa cốt, người không muốn sống. Sao? Hắn theo bản năng cho rằng đối phương là một người sống, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, mặc dù Lam Vân này nhảy đáp ở trước mặt hắn, nhưng thân thể đã sớm mất đi sức sống, chẳng qua là một đạo ý thức lưu lại đang ủng hộ, căn bản kéo dài không được bao lâu. Đã như vậy, thân thể kia hóa vụn lại có quan hệ gì? Người ta đã sớm chết mấy ngàn vạn năm rồi a. À? Ha ha ha, bổn tỏa chờ đợi ngày này đã quá lâu. Lam Vân xuất thủ, đè xuống cái bóng kia từng đạo thần văn đan vào, quy tắc sáng chói, đây mới thực là lực lượng của hằng hà cảnh. Không, cường giả minh giới phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, thần thức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Đây là một vị cường giả hằng hà cảnh tuyệt vọng hết. Bầu trời tràn ngập không cam lòng mãnh liệt, còn có một cổ âm trầm để cho người ta không rét mà run, đây là ý chí võ đạo thuộc về võ giả minh giới. Rốt cục cúng, kết thúc, Lam Vân lộ ra một nụ cười giải thoát, oanh, thân hình hắn ngã xuống, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó ngã xuống hoàng viền thành một thành viên trong vạn nghìn vong hồn. Một đời cường giả, cuối cùng hoàn toàn biến mất, sáu người lăng hàn đều không biết nói gì, bọn họ ở trong cuộc chiến này cơ hồ không có đưa đến chút tác dụng. Đường đường vương giả thế hệ trẻ, cư nhiên chỉ có thể trở thành mồi câu. Điều này làm cho bọn người lăng hàn rất biệt khuất, nhưng sự thực chính là như vậy, mặc bọn hắn thiên tài hơn người ra sao, nhưng ở trước mặt lực lượng hằng hà cảnh chỉ là cặn bả. Ngô Chiết thì hy sinh, thành vật dẫn của cường giả minh giới, cuối cùng bị vô tình đánh giết thiên tài đứng đầu tinh hệ ở trong mắt lam vân lại như gạch ngói căn bản không cho đối phương tư cách mặc cả mà vận mệnh như vậy có khả năng phát sinh ở trên người bất kỳ ai trong bọn họ tại sao là ngô triết bởi vì thần hồn của đối phương yếu nhất ở trong bảy người dễ bị đoạt nhất mới bị chọn chúng kết quả như vậy để cho bọn họ không thể tiếp thu bọn họ có thể chết trận nhưng chết như vậy quá uất ức thật không có giá trị nhưng bọn họ có thể ai oán giận ai lam vân chết cường giả minh giới treo ngay cả chủ nợ chân chính là ngô chiết cũng đã chết sáu người thật lâu cũng không nói gì chỉ có hoàng tuyền vẫn chạy trồm như cũ này là thân thể của một cường giả hằng hà cảnh biến thành dù cho đi qua nghìn vạn năm vẫn chạy trồm không thôi phảng phất như không có chừng mực bọn họ đều hiểu vì sao hoàng tuyền này sẽ âm trầm cường đại như vậy bởi vì đây là lực lượng đến từ minh giới về cung điện xem có thể thu hoạch một ít bí pháp hay không thạch an quốc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc Tất cả mọi người gật đầu, sự tình đã qua, người chết cũng không có khả năng phục sinh, dây dưa nữa cũng vô sự vô bổ. Bọn họ trở lại cung điện, quang cầu vẫn lẳng lặng di động ở trên trời. Nhưng bọn họ vừa ra tay, quang cầu vẫn sẽ né tránh, không cho bọn hắn cơ hội cướp đoạt chút nào. Xem ra lấy thực lực của bọn hắn, là không có khả năng ở đây có thu hoạch nữa. Sáu người là vương giả trẻ tuổi đương đại, tự nhiên cầm được thì cũng buông được, đều quả đoán không nhìn quang cầu phía trên nữa, mà dứt khoát phản hồi. Trên đường trở lại còn có rất nhiều vật có giá trị, tỉ như thần dược, tỉ như một ít cổ kiến trúc, bên trong nói không chừng có cổ pháp lưu lại. Ở đây hoàn toàn là lãng phí thời gian, mà phản hồi chỉ ít còn có thu hoạch. chương 1256, Vũ Hoàng không thấy. Ra cung điện, bọn họ quay đầu nhìn lại, đó là chỗ ngô chiết bỏ mình, nhưng bây giờ ngay cả một chút xíu khớp xương hoàn chỉnh cũng không có, đều lắc đầu, bước nhanh rời đi. Ly khai hồi lâu, Lăng Hàn để Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân ra hắc tháp, mà khi lão sâm xuất hiện hắn đen mặt nói tiểu tử thối kia rốt cuộc là không gian linh khí gì tại sao biến thái như vậy hắn thiếu chút nữa bị khí linh bên trong trồng xuống xóa đi thần trí lần thứ hai biến thành thiên địa thần dược cho người ăn mà bên trong còn có một gốc thần thụ phẩm cấp không biết vượt qua hắn bao nhiêu cấp để hắn ngoan ngoãn gọi ra ra còn có trên cây quấn một thần hồn của thánh nhân tuy thần uy không còn nhưng vẫn để hắn kinh hãi run sợ lang hàn cười ha hả nói chơi vui không chơi vui muội muội ngươi xem sâm gia không đạp chết ngươi lại dám hù dọa ra ra nhà ngươi lão sâm càng nói càng tức một cước đạp tới lăng hàn lăng hàn đón đỡ mấy chiêu lão sâm cũng chỉ phát tiết một chút không muốn cùng lăng hàn dở mặt tự nhiên rất nhanh liền dừng tay tính tình thực không nhỏ lăng hàn cười nói lão sâm xoay động nhãn châu nói với thủy nhạn ngọc mỹ nữ có muốn đổi phu quân không sâm gia tuyệt đối mạnh hơn tiểu tử này ngươi xem xâm ra toàn thân bảo khí, hít một hơi có thể cho người sống lâu ba năm, trẻ hơn 10 tuổi. Ôi, hắn bị lăng hàn đập một cái, nhất thời ôm đầu hô đau. Bọn họ đi trở về, không mấy ngày liền về tới Dược Sơn, lăng hàn bắt đầu phá giải cấm chế, tận lực thu thần dược cao cấp. Nhưng phá giải một đạo cấm chế tốn hao thời gian thực quá dài, bởi vậy chỉ thu hoạch hai gốc thần dược, bọn họ liền vội và trở về. Nghịch hoàng tuyền mà đi, rất nhanh bọn họ liền đi tới địa phương tiến nhập, đã có rất nhiều người chờ ở chỗ này, bởi vì cách nửa năm chi kỳ chỉ ba ngày mà thôi, vậy dĩ nhiên là phải sớm chạy về, vạn nhất bỏ lỡ cơ hội ra ngoài, như vậy ở trong này chỉ có chờ chết. Sư phụ, Đinh Bình chạy tới, sau đó là đám người mộ dung thanh, mấy người này không có đạt đến Sơn Hà Cảnh viên mãn, bởi vậy căn bản không có đi địa phương như ưng Sơn, mà xa xa lệch ra lộ tuyến bình thường, tìm kiếm cơ duyên của mình, ngược lại cũng để cho bọn họ thu hoạch rất nhiều. Di, nhị ca vẫn chưa về. Lăng Hàn nhìn, trong đám người lại thiếu Vũ Hoàng, đám người phong phá vân đều lắc đầu, bởi vì mọi người đều phân tán hành động, bọn họ không biết Vũ Hoàng đến cùng gặp phải cơ duyên gì, hay là gặp phải phiền toái gì. Lấy thực lực và tâm trí của nhị ca, dù gặp phải phiền toái gì cũng có thể thuận lợi thoát thân. Lăng Hàn nói, hắn có lòng tin với Vũ Hoàng, "Di, thủy tỷ tỷ còn có cửu quận vương, tại sao các ngươi lại ở chỗ này?" Chỉ thấy Lệ Vi Vi cùng Quý Vân Nhi đi tới, các nàng đồng dạng là đệ tử của Lẫm Thiên Tông, tự nhiên cũng được tiến nhập. Trước đó Lăng Hàn không có chào hỏi hai nàng, bởi vậy các nàng không biết thân phận của Lăng Hàn, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Thủy Nhạn Ngọc và Hồ Phỉ Vân sẽ đi cùng một nam nhân xa lạ. Nhất là Thủy Nhạn Ngọc, không phải đang cùng Lăng Hàn thân nhau sao, lẽ nào bởi vì Lăng Hàn ba năm không xuất hiện, nàng liền vứt Lăng Hàn. Thối đầu gỗ này thật đáng thương, Thủy Nhạn Ngọc nhìn hai nàng gật đầu, Hồ Phỉ Vân thì nhiệt tình, lập tức cùng hai nàng kỳ kỳ cha cha, nàng tuổi còn trẻ, tự nhiên khát vọng có bạn chơi có thể chia sẻ hỉ nộ ai ố hoàn hảo hồ phỉ vân còn giữ được bí mật hàn lâm chính là lăng hàn không có lắm miệng nói ra này cũng là vì hai nàng lệ vi vi không có hỏi nếu không lăng hàn không tin nàng có thể thủ khẩu như bình nhưng một ngày hai ngày đi qua vũ hoàng vẫn không có xuất hiện lần này mấy người lăng hàn đều nóng nảy còn có một ngày bí cảnh sẽ mở lại toàn bộ người phải đi ra bằng không người lưu lại sẽ vĩnh viễn lưu lại tới cùng Vũ Hoàng gặp phải tình huống gì. Ở trong mọi người lo lắng, ngày thứ ba đúng hẹn tới, nhưng Vũ Hoàng vẫn không thấy hình bóng. Ông, không gian gấp khúc, một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, hiện ra một lối đi, có thể thấy một cự nhân đang mở hai tay, xé ra mảnh không gian này. Tam Nguyên Thượng Nhân, có thể ly khai, đi thôi, chúng nhân tới tấp rời đi, bất quá bởi vì người tương đối nhiều, rút lui cũng không phải nhất thời bán hội. Nhị ca đâu, sao vẫn chưa trở lại, mộ dung thanh gấp đến độ xoay quanh lăng hàn cũng cấp bách nhưng đột nhiên linh quang thoáng hiện nói nhị ca có thể là người được chọn cái gì là người được chọn mấy người phong phá vân đều hỏi lăng hàn nói trước ta tiến nhập qua nơi ở của chủ nhân hắn từng lưu trữ nói thất tinh quy vị truyền nhân của ta hiện thất tinh chắc là ta và đám người hà thao chúng ta đồng thời mở ra cung điện mà truyền nhân của ta hiện chắc là vì tiền bối kia chọn được truyền nhân ta vốn cho rằng sẽ là một cái trong bảy người nhưng hiện tại xem ra chắc là người khác rất có thể là nhị ca, nhị ca được một vị cường giả hằng hà cảnh truyền thừa. Mộ Dung Thanh hưng phấn, nhất định như vậy, lấy thiên phú của nhị ca tuyệt đối có tư cách như vậy. Phong Phá Vân cũng chậm rãi gật đầu, không thể không thừa nhận, thiên phú của Vũ Hoàng thậm chí có khả năng không kém Lăng Hàn. Tiểu tử này thật có vận khí, Hách Liên Thiên Vân có chút ghen tị nói, Lăng Hàn sẽ nghĩ như vậy, cũng chỉ là để cho mình an tâm, càng là hy vọng của mình, nếu không mà nói, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một vị nhị ca. Đoàn người tới tấp đi ra, nhưng bọn người lăng hàn không động. Nói là nói như vậy, nhưng không có được tin tức xác thật, bọn họ cũng không có thể nhận định Vũ Hoàng chiếm được truyền thừa, luôn muốn chờ một chút, chờ một chút. Cuối cùng, chỉ còn bọn họ chưa ly khai, còn không mau đi ra, Tam Nguyên thượng nhân quát lên, mấy tên này còn đang lưu luyến cái gì, chẳng lẽ không biết coi như là hắn, muốn duy trì lối đi này cũng cực kỳ cố sức sao? Lăng hàn gật đầu, nắm chúng nhân lên cùng đi ra bí cảnh. Hưu thông đạo lập tức đóng lại, tam nguyên thượng nhân nói, tóc tóc rời đi, vâng, vẫn do vị trí cường giả này mở đường, chúng nhân hỏa tốc ly khai sơn cốc, kế tiếp tam nguyên thượng nhân liền bất kể, trực tiếp bay lên trời. Hà Thao, Trầm Trúc Nhi, Lăng Hàn, một cường giả tinh thần cảnh mở miệng, điểm tên bảy vị vương giả trẻ tuổi. chương 1257, vu Cáo, tóc tốc trở về tông, đến thất vũ đường đưa tin. Sáu người Lăng Hàn vội vã lĩnh mệnh, nhưng Ngô Triết đã vĩnh viễn lưu tại bí cảnh, không có khả năng trở về tông nữa. Bọn họ cũng minh bạch, dụng ý của tông môn tự nhiên là vì bọn họ ở trong cung điện đạt được truyền thừa, bảy người liên thủ có thể mở bảo khố, này là sự tình tông môn đã sớm biết, như vậy, bọn họ ly khai bí cảnh, tự nhiên phải triệu kiến, hỏi thăm bọn họ đạt được. Nếu đủ chân quý mà nói, tông môn tự nhiên sẽ sao một phần. Chúng nhân từng người phản hồi, đệ tử của lẫm thiên tông trở về lẫm thiên tông, những người khác cũng trở về chỗ của mình, nơi này là một tử vong cốc, trừ hoàng tuyền bí cảnh thì không có một chút xíu giá trị, tự nhiên ai cũng sẽ không muốn ở nơi này. Mấy người lăng hàn cũng không có lập tức ly khai, bọn họ còn muốn chờ Vũ Hoàng một chút. Nhưng 10 ngày đi qua, Vũ Hoàng vẫn không thấy hình bóng. Đi thôi, nếu nhị đệ thật chiếm được truyền thừa, như vậy đợi năng lực đại thành, tự nhiên sẽ trở về tìm chúng ta. Phong Phá Vân nói, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu, ở chỗ này chờ cũng không có ý nghĩa, huống hồ hắn cũng nhận được mệnh lệnh, phải mau chóng phản hồi tông. Vạn nhất này là ý tứ của Tam Nguyên Thượng Nhân, hắn để vị cường giả này đợi lâu mà nói, thì ngay cả loạn tinh nữ hoàng cũng không giữ được hắn. Bọn họ trở về lẫm thiên tông, có xuyên vân toa, tốc độ của bọn họ tự nhiên mau thái quá, tuy trước đợi 10 ngày, nhưng thời gian về tông lại chỉ chậm hơn những người khác một hai ngày mà thôi. Lăng Hàn đi thất vũ đường, ngọn núi cao nhất trên xuyên vân phong, bất quá khi hắn nói tên, được một vị cường giả nhật nguyệt cảnh triệu kiến, lại không nhìn thấy đám người hà thao, nghĩ đến nếu không phải sớm đã tới, thì chính là còn chưa có trở lại tông môn. Người ở trong bảo khố được bí pháp gì? cương giả nhật nguyệt cảnh kia trực tiếp hỏi, nói vậy đám người trầm trúc nhi đã có người trở về, nói ra chân tướng lúc đó, này không kỳ quái, vấn đề là, đám người kia có thật nói ra từng người thu hoạch được bí pháp gì hay không? Tùy tiện nói ra một môn công pháp giả mạo, lăng hàn do dự, có nên giao trích tinh bộ ra hay không? Trong mấy ngày chờ đợi, hắn một mực phỏng đoán môn thân pháp này, bất quá, hơn 10 ngày ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, Lăng Hàn vẫn không thể nào nắm giữ môn thân pháp này, thậm chí còn kém rất xa xôi. Có thể nghĩ, phẩm cấp môn thân pháp này cao cỡ nào? Không giao ra, ha ha, không cần lo lắng, tông môn sẽ không lấy không bí pháp của ngươi, chắc chắn sẽ cho hồi báo tương ứng. Cường giả nhật nguyệt cảnh kia nói, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, dù hắn muốn lấy bí pháp khác thay thế trích tinh bộ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được. Vô luận là cửu long phách thể thuật, Diệt Long tinh thần tiến hay lục hợp bát hoang công, giá trị của những bí pháp này cũng không nhất định dưới trích tinh bộ, thậm chí còn có khả năng siêu việt. Bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút, liền nói, ta chiếm được một môn thân pháp, tên trích tinh bộ. Ân, viết bí pháp ra, coi phẩm cấp sẽ cho ban thưởng. Đối phương thúc giục, lăng hàn gật đầu, bắt đầu sao chép môn thân pháp này. Nhưng viết một đoạn, hắn cũng kinh ngạc, bởi vì có một bộ phận truyền thừa chỉ có thể hội ý mà không cách nào dạy bằng lời, không thể dùng văn tự cùng ngôn ngữ hình dung mà một đoạn này nhảy qua uy lực của môn thân pháp này sẽ giảm một mảng lớn hắn kinh ngạc liền như vậy đi ngược lại hắn cũng không ham tông môn tưởng thưởng gì hắn tiếp tục viết rất nhanh thì hoàn thành thu bút viết xong cường giả nhật nguyệt cảnh kia thu bản sao qua nhưng không có mở xem mà lập tức lấy pháp chỉ phong ấn như vậy nếu ai mở ra mà nói liền có thể đơn giản phát hiện đi xuống trước đi đợi phân biệt phẩm cấp môn thân pháp này tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Lăng Hàn gật đầu, thi lễ một cái liền lui ra ngoài. Hiện tại hắn cũng bể bộn nhiều việc a, à. có đan phương cần lĩnh ngộ, có thân pháp phải luyện, hơn nữa, cách cực cảnh đỉnh phong hẳn cũng không xa, đạt đến sẽ phải ngộ thiên địa quy tắc của nhật nguyệt cảnh, đây nhất định lại phải hao phí thời gian rất dài. Hắn chỉ cảm thấy thời gian hoàn toàn không đủ dùng, Lăng Hàn bế quan khổ tu, một hồi tìm hiểu đan phương, một hồi luyện trích tinh bộ, thời gian bất chi bất giác lặng yên mà qua. Nhưng mà, một cổ ám sóng cũng lặng yên sinh thành, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Cốc hoang hướng tông môn khiếu nại, cáo trạng lăng hàn ở trong bí cảnh vị ý tàn sát đệ tử đồng tông, tranh đoạt thiên nguyên chân dịch nguyên bản thuộc về cốc môn. Nguyên bản việc này bị cao tầng tông môn áp chế, người biết việc này không nhiều, nhưng đột nhiên, tin tức này truyền khắp toàn bộ lẫm thiên tông, đệ tử từ trên xuống dưới ai cũng biết. Nhất thời, một mảnh ồ lên, đệ tử trong tông tương tàn, này là tối kỵ, sẽ bị mọi người khinh bỉ. Bất quá, trong tông vẫn có rất nhiều đệ tử ở ưng sơn thấy được chân tướng lúc đó lăng hàn lực áp quần hùng đoạt được bốn do thiên nguyên chân dịch nhưng người cốc môn có chết ở trong tay lăng hàn hay không thì không ai biết bởi vì chiến đấu phát sinh ở sau khi tranh đoạt thiên nguyên chân dịch chấm dứt không có người thấy chân tướng nhưng lẫm thiên tông không chỉ có đệ tử sơn hà cảnh còn có đệ tử nhật nguyệt cảnh hơn nữa lúc đó thấy chân tướng dù sao chỉ là một bộ phận người hiện tại khắp nơi nói lăng hàn vì thiên nguyên chân dịch mà sát hại đồng môn sư huynh đệ truyền đến truyền đi lâu thì ngay cả lời nói dối cũng biến thành chân tướng giết người đoạt bảo hơn nữa còn là đồng tông sư huynh đệ này tự nhiên bị người thống hận lăng hàn vừa dựng thanh danh lập tức bị thống kích rất nhiều người đều khinh bỉ hắn người như vậy cũng xứng ở trong tông tiếng nói chung vang lên muốn trừng phạt nghiêm khắc lăng hàn lăng hàn cơ bản ở trong hắc tháp tham tu dưới luân hồi thụ tự nhiên không biết bên ngoài nhấc lên gió to sóng lớn thẳng đến có một ngày hắn dừng lại chuẩn bị cầm chút đan dược đi hiệu buôn mặc ra bán trả khoản nợ cũ, lúc này mới nghe Thủy Nhạn Ngọc nói cho hắn chuyện này. Lại tới, ánh mắt của Lăng Hàn rét lạnh, trước ở loạn tinh Hoàng Triều cũng như vậy, hắn bị triệu luân vu cáo, bị binh bộ công thẩm, hoàn hảo cuối cùng nữ hoàng đưa tới một đạo ý chỉ, trực tiếp sửa lại án sai cho Lăng Hàn, còn giết một đám người. Nhưng bởi vì quan hệ quá lớn, ngay cả nữ hoàng cũng không có động triệu luân. chương 1258, phân tích, một là sự kiện lúc đó còn quá nhỏ, hai là Lăng Hàn cùng nữ hoàng không có giao tình gì, bằng không nếu đổi đến bây giờ mà nói, phỏng trừng nữ hoàng sẽ chém cả hai chủ mưu. Nếu triệu đại tướng quân dám phản, như nhau làm thịt. Nữ hoàng đại nhân lại không phải không có chém qua đại tướng tinh thần cảnh. Bất quá, hiện tại nơi này là lẫm thiên tông, tay của nữ hoàng đại nhân không rũi tới được, dù thân tự lại đây trợ giúp lăng hàn, không phải còn có một vị cường giả hằng hà cảnh tỏa chấn sao. Ở trong tinh hệ này, ai có thể chống lại cường giả hằng hà cảnh? Đổi trắng thay đen, thật đúng là không biết xấu hổ. Lăng Hàn hừ một tiếng, thiên nguyên chân dịch là đích thân hắn cướp đoạt, việc này mọi người đều biết, nhưng cốc môn lại nói, là thì minh tự mình vận dụng lực lượng nhật nguyệt cảnh đoạt được, kết quả bị cấm chế phản phệ. Này cũng có thể chụp mũ đến trên đầu mình, cốc hoang này thật đúng là không giảng quy củ. Lăng Hàn mắt xạ hàn quang, hắn không phải không có gặp qua người vô sỉ, nhưng như cốc hoang, lại là lần đầu gặp phải. Vấn đề bây giờ là, trên dưới tông môn đều đang nói người tàn sát đồng môn, cướp đoạt thiên nguyên chân dịch. Thủy Nhạn Ngọc lo lắng nói. Lăng Hàn lắc đầu nói. Sự tình thiên nguyên chân dịch không cần lo lắng, chuyện này có quá nhiều người tận mắt thấy. Hơn nữa, ai có thể tin tưởng cốc môn có thể độc chiếm bốn do thiên nguyên chân dịch. Ừ, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, nàng là quan tâm sẽ bị loạn, ngược lại không giống Lăng Hàn lãnh tính tiến hành phân tích. Vấn đề là đám người thì minh chết, Lăng Hàn sờ cầm, dù sao trận chiến kia không người thấy, dù bị người thấy, 8 phần 10 cũng không phải đệ tử trong tông, có thể đứng ra làm chứng hay không cũng không nhất định đúng vậy biển người mịt mờ bọn họ đi đâu tìm nhân chứng hơn nữa nhân chứng cũng có thể bị mua nói đến tài lực lăng hàn khẳng định không thể so sánh với toàn bộ cốc môn người ta chính là có cường giả tinh thần cảnh a mà thủy nhạn ngọc cùng hồ phỉ vân tuy cũng chứng kiến trận chiến này nhưng các nàng đều quan hệ thân mật với lăng hàn ra làm chứng sẽ bị cho rằng là đang cố ý thiên vị lăng hàn hơn nữa nếu cốc hoang này làm người như vậy phỏng chừng cũng sẽ tìm ra vài người đến giả mạo nhân chứng nói chính mắt thấy được ta tàn sát mấy người cốc môn kia. Lăng Hàn thôi chắc thủ đoạn mà cốc hoang có khả năng vận dụng. Vậy làm sao bây giờ? Thủy Nhạn Ngọc lo lắng nói, nơi này là Lẫm Thiên Tông, lực ảnh hưởng của cốc môn khẳng định rất lớn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, cốc môn cũng không có khả năng lấy thúng úp voi, này dù sao cũng là Lẫm Thiên Tông, không phải của cốc môn. Bất quá, việc này phải giải quyết, một là xem bát môn khác có thể nhúng một cước hay không, hai là thái độ của Tam Nguyên thượng nhân thủy nhạn ngọc tỉnh táo lại cùng phân tích nói tam nguyên thượng nhân có tất cả chín đệ tử đều tự lập một môn bát môn khác khẳng định có thực lực đối kháng cốc môn cũng không cần mấy môn cùng xuất hiện chỉ cần có một môn chịu ra tay liền đủ không sai nhưng vấn đề là người ta dựa vào cái gì xuất thủ chứ lang hàn cười nói người ta cũng không phải vợ ta luôn nghĩ vì ta hắn một tay kéo thủy nhạn ngọc vào trong ngực mấy ngày qua luôn tu luyện tìm hiểu nên không có sủng hạnh yêu tinh này Hiện tại nhu hương trong ngực làm hắn dục dịch. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi buồn bực, nàng tự nhiên trách Lăng Hàn quan tâm, 10 ngày nửa tháng không để ý tới mình, nhưng hắn cư nhiên vào lúc này lên sắc tâm, để cho nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đến, chuyện trọng yếu dĩ nhiên phải nói ở trên giường. Sau một phen mây mưa, Lăng Hàn hài lòng ôm đại yêu tinh nói: "Hiện tại mọi người đều biết ta chiếm được bốn giọt Thiên Nguyên chân dịch, phỏng chừng muốn mời được một môn vì ta xuất thủ, phải lấy Thiên Nguyên chân dịch làm cái giá." Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, mục đích của cốc hoang đại khái cũng là muốn bước ngươi đi vào khuôn khổ, chủ động giao ra thiên nguyên chân dịch. Ừ, tuy còn chưa thấy qua này người, nhưng nhìn người này hành động, hẳn là hạng người phẩm tính lương bạc, căn bản sẽ không coi tính mệnh của thủ hạ ra gì, chỉ cần thỏa mãn tư dục của mình là được. Lăng Hàn hừ một tiếng, người này ngừng ở nhật nguyệt cảnh đỉnh phong, nếu không có thiên nguyên chân dịch mà nói. Hắn phải tốn hao trăm vạn năm mới có thể tiến lên tinh thần cảnh, thậm chí vĩnh viễn không có hy vọng nên hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn nào cướp giật thiên nguyên chân dịch thủy nhạn ngọc cả kinh nói lang hàn cười lạnh một con chó điên thật đúng là phải đề phòng bị cắn một cái sẽ phiền toái hắn không thể đợi lần sau sao thủy nhạn ngọc buồn bực nói lang hàn lắc đầu loại tiểu nhân này thấy có bốn giọt thiên nguyên chân dịch đặt ở trước mặt hắn còn nhịn được huống hồ hiện tại mặc dù ta là đệ tử hạt giống nhưng xuất thân tiểu thế giới rất thích hợp khi dễ a à. phải Tuy năm đại vương giả khác đồng dạng thu được thiên nguyên chân dịch, nếu cốc hoang có thể bước ra toàn bộ mà nói, đây chính là hơn năm giọt thần dịch, không phải còn nhiều hơn lăng hàn sao. Chín giọt thiên nguyên chân dịch, khẳng định mạnh hơn bốn giọt, để hắn bước vào tinh thần cảnh càng dễ dàng ha. Vì sao hắn không đi bước bách đám người trầm trúc nhi? Bởi vì bối cảnh của bọn họ quá mạnh mẽ, cốc hoang sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ là, không phải nữ hoàng đại nhân rất coi trọng ngươi sao? Thủy Nhạn Ngọc nói, nàng có chút không biết nên dùng từ như thế nào quan hệ của nữ hoàng cùng lăng hàn bây giờ là thật không minh bạch ha hả trước đây tuy nữ hoàng xuất thủ nhưng ai cũng tưởng trên người cửu quận vương có một tia thần thức của nữ hoàng lạc ấn là cửu quận vương mời nữ hoàng xuất thủ lăng hàn nói tranh lệch này rất lớn nếu không có tinh thần cảnh muốn bảo vệ lăng hàn mà nói cốc hoàng muốn đối mặt chỉ là cửu quận vương mà thôi vậy hắn sợ cái gì phía sau mọi người đều có cường giả tinh thần cảnh hơn nữa hiển nhiên cốc phương có sư phụ hằng hà cảnh càng như a à. nói cách khác chuyện này phải dựa vào chúng ta giải quyết thủy nhạn ngọc bất an nói ừ lăng hàn gật đầu tiếp đó lại nói bất quá đừng lo lắng thật muốn chọc giận ta cùng lắm thì vứt vô tướng thánh nhân ra tuy hắn không có thánh uy nhưng dù sao từng là thánh nhân dùng để dọa người hẳn không có vấn đề lúc này thủy nhạn ngọc mới gật đầu yên tâm chương một nghìn hai trăm năm mươi chín đối nghịch lăng hàn cũng biết vô tướng thánh nhân thật là không có công dụng, hắn tự luyện thánh uy, làm chính để đồ đệ tương lai dễ dung hợp, đâu thể nào uy hiếp được tinh thần cảnh thậm chí hằng hà cảnh. Hắn nói như vậy, chỉ là an ủi thủy nhạn ngọc mà thôi. Lang Hàn quyết định lấy chiêu đối chiêu, mặc dù trong tông môn lưu truyền lời đồn bất lợi với hắn, nhưng trí giả sẽ khác, tin tưởng người có thể tiến vào Lẫm Thiên Tông tự nhiên đều là người thông minh, như vậy lời đồn truyền lưu, hẳn rất nhanh liền mất đi ảnh hưởng. Hắn đi hiệu buôn mặc thị, bán ra đại lượng đan dược, mặt khác, hắn còn muốn sao chép một phần đan phương đây là cổ phương có thể đã thất truyền lấy ra hẳn có thể bán giá tiền không tệ còn có thiên nguyên chân dịch hắn cũng quyết định bán đi không phải cốc hoa ngươi muốn sao ta hết lần này tới lần khác không cho đánh ngươi một bạt tai lang hàn là thật không cần thiên nguyên chân dịch cái này có thể trợ giúp ngộ đạo lại không thể tăng tu vi mà ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu mặc dù không thể tăng lên ngộ tính nhưng ngộ tính không đủ có thời gian bổ khuyết một ngày hai ngày ngộ không ra, vậy 10 năm 8 năm thì sao? Cái này tương đương với một loại thiên nguyên chân dịch khác, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Vì vậy, Lăng Hàn tự nhiên muốn bán thiên nguyên chân dịch đi, gia tăng tài phú cho mình, thuận lợi mua thần thiết tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm. Dù sao trước khi tiên ma kiếm đã tới tiên kim, Lăng Hàn nhất định là một quỷ nghèo, có chút tiền sẽ phải hao ở trên tiên ma kiếm. Bất quá, bây giờ uy lực của tiên ma kiếm đã bước đầu bày ra, không hề yếu hơn chiến lực của Lăng Hàn hao nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá. Hắn nói với Hàn Hỏa, đối phương lập tức khiếp sợ, sau đó hớn hở đáp ứng, cũng cùng Lăng Hàn thương lượng một chút, quyết định cử hành một buổi đấu giá, vật đấu giá chính là Thiên Nguyên chân dịch, cổ đan phương cùng đan dược mà Lăng Hàn cung cấp. Thứ tốt giống như Thiên Nguyên chân dịch cùng cổ đan phương, vậy nhất định phải lấy phương thức bán đấu giá mới có thể tối đa hóa giá trị, về phần đan dược, đó là mượn quang, khẳng định có thể bán ra giá cao hơn bình thường. Người làm ăn chính là không giống nghĩ chu toàn hơn lăng hàn nhiều lăng hàn gật đầu giao hết thảy cho hàn hỏa xử lý hắn quay về lẫm thiên tông còn phải vội vàng tu luyện trích tinh bộ cùng lĩnh ngộ đan phương mới đây này trở lại cung điện chỉ thấy lão nhân sâm đang cười cười nói nói với lệ vi vi quý vân nhi xoa bóp bả vai cho hai nàng một cây dâu sâm nhân cơ hội từ cổ áo của hai nàng dò vào du sơn ngoạn thủy cây sâm sắc quỷ này hết thuốc chữa rồi ngươi nói mặc dù ngươi hóa thành hình người nhưng lớn như cánh tay có thể chơi cái gì a à? lăng hàn lắc đầu nhưng hai nàng lệ vi vi tới làm gì hảo ngươi cái đầu gỗ lại dám gạt chúng ta lệ vi vi thấy lăng hàn lập tức nhảy lên để cho lão nhân sâm nhe răng bởi vì một cây dâu sâm của hắn cắm ở trong ngực lệ vi vi còn chưa kịp rút ra bị nàng giật như vậy trực tiếp xé đứt lệ vi vi căn bản không có phát hiện nhưng lăng hàn thấy được hắn cười thầm ai bảo lão nhân sâm muốn chiếm tiện nghi vừa lúc cây dâu sâm này coi như bồi thường cho lệ vi vi căn tu của lão nhân sâm đúng là vật đại bổ Lăng Hàn chỉ hái một sợi ăn vào, những thứ khác còn gửi ở trên người lão nhân sâm, bây giờ bị lệ vi vi trong lúc vô tình lấy được một sợi, tự nhiên đối với tu vi, thể chất của nàng có bổ ích rất lớn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, các ngươi làm sao phát hiện, hắc hắc, bổn cô nương cũng không tin tưởng Thủy Tỷ Tỷ là loại di tình biệt luyến, cho nên quấn cửu quận vương hỏi, nàng rất nhanh liền nói ra bí mật. Lệ vi vi dương dương đắc y nói, quả nhiên, nhà đầu hồ phỉ vân này căn bản không nhờ vả được nàng là một phân thân của loạn tinh nữ hoàng tính tình là một bộ phận từ trên người nữ hoàng rút ra vì vậy khó tránh khỏi sẽ có những tính cách thiếu hụt hoặc phóng đại tính tình nào đó đến cực hạn tỷ như hồ phỉ vân ngây thơ thiên chân vô tà đây là tính tình bị loạn tinh nữ hoàng chém ra ở trên người nữ hoàng vốn chỉ chiếm một bộ phận nhỏ nhưng bây giờ là toàn bộ của hồ phỉ vân đầu gỗ người định làm như thế nào bên ngoài đều nói người giết người đoạt bảo lệ vi vi rất nhanh thì để xuống chuyện lăng hàn gạt mình mà lo lắng thay hắn không sao binh tới tướng đỡ có cái gì là ta không giải quyết được lăng hàn cười nói khẩu khí cũng không nhỏ a à. lệ vi vi hừ nói bất quá thấy lăng hàn tự tin như vậy nàng ngược lại cũng yên tâm dù sao lăng hàn một đường từ loạn tinh hoàng triều đi ra gặp phải nguy cơ cũng không ít không phải đều bị hắn nhất nhất hóa giải sao đám người phong phá vân đinh bình tới đây tương trợ cũng bị lăng hàn hời hợt an ủi chuyện này một mình hắn gánh là được nhưng mấy ngày kế tiếp lăng hàn căn bản không có thời gian tu luyện đám người thiệu tư tư hạ vô khuyết tô kinh dối giết tới rối cảnh ô lưu cho lăng hàn chỉ cần lăng hàn nguyện ý gia nhập trận doanh của bọn họ bọn họ liền đem hết toàn lực thay lăng hàn hóa giải phiền toái này lăng hàn mỉm cười cự tuyệt hắn cũng không có tính toán đầu phục ai khổ cực tu luyện như vậy không phải là vì hô hấp không khí tự do làm mình chân chính sao tiếp theo đám người hà thao cũng tự mình tới cũng nói như đám người thiệu tư tư muốn chiêu lãm lăng hàn đây là bởi vì lăng hàn xuất thân trong sạch từ tiểu thế giới khai thiên tới, ở thần giới không có căn cơ, không lo lắng sau khi chiêu mộ, ủy thác trách nhiệm lớn lại phát hiện là nhà khác nằm vùng. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không đáp ứng, mà vào lúc này, đột nhiên có tin tức truyền ra, nói là tông môn đang nghiêm túc cân nhắc chuyện tình Lăng Hàn Chu Diệt đồng môn, có thể ở mấy ngày sau sẽ tiến hành công thẩm. Cốc Hoang rốt cục muốn ra chiêu, tối hôm tin tức truyền ra, trước cung điện của Lăng Hàn xuất hiện một cường giả Nhật Nguyệt Cảnh. Ta là Chu Thông, cường giả Nhật Nguyệt Cảnh nhìn qua hơn 30 tuổi nhưng rõ ràng đã bước vào nhật nguyệt cảnh trung cực vị, thực lực quả thật đáng sợ. Hắn mặt mũi ngạo nghễ nói, phụng lệnh của thiếu chủ tới, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức dâng lên bốn do thiên nguyên chân dịch, nếu không. Ngươi sẽ bị phán thành tội nhân thiên cổ của tông môn, vĩnh viễn gánh lấy sỉ nhục này. Lăng Hàn cười một tiếng nói, cường giả nhật nguyệt cảnh thật tốt không làm, lại đi làm chó săn.